Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 17. Không sao, lần này đều nhờ vào em. Dương Bách Xuyên bây giờ nghĩ lại mà vẫn cảm thấy sợ, cũng may là có Thu Nhi ở bên cạnh, nếu không hôm nay lành ít dữ nhiều. Trăm triệu lần không nghĩ tới trên thế gian có loại sát trùng bá đạo như vậy, chủ yếu là số lượng quá nhiều, nếu chỉ có một con thì chân nguyên ly hỏa thôi cũng đã đủ đối phó rồi. Cô gái nhỏ nghe Dương Bách Xuyên nói vậy thì cười rất vui vẻ, rất vui vì có thể giúp đỡ anh, hì hì. Hắc khí vừa rồi của em là cái gì? Dương Bách Xuyên lúc này tò mò hỏi. Quỷ khí của quỷ tu giả, cùng giống như chân khí tu chân giả vậy, điểm khác biệt chính là quỷ khí âm hàn, mà những sát trùng này thuộc tính cũng là âm hàn, nhưng chúng lại không thuần túy như quỷ tu giả, cho nên em có thể phóng xuất quỷ khí để đồng hóa sát trùng. Nhiều sát trùng như vậy, nhất định em có thể luyện hóa linh khí phát triển đến một giai đoạn lớn. Ngô Mặc Thu nói rất vui vẻ. Dương Bách Xuyên cũng có chút hiểu, đây xem như là âm hàn khí cấp thấp đụng phải âm hàn khí cấp cao, mà âm hàn khí cấp thấp chỉ có thể bị âm hàn khí cấp cao thôn vệ lại. Làm tốt lắm, về sau nhớ tu luyện thật tốt, chờ đến một ngày nào đó anh sẽ dẫn em đến tu chân giới. Dương Bách Xuyên khen cô bé một câu. Chung quy lại thì vẫn là một cô nhóc 11 tuổi. Hi hi, chủ nhân cứ yên tâm, Thu Nhi nhất định sẽ cố gắng. Được Dương Bách Xuyên khẳng định, cô gái nhỏ liền trở nên vui vẻ hơn mọi ngày. Sau đó Dương Bách Xuyên dặn dò Thu Nhi đi xung quanh xem xét, không biết có còn sót lại sát trùng nào không, nếu thấy nhất định phải giết, một khi bay ra ngoài, sẽ tạo thành thương tổn rất lớn. Còn anh thì đem những cỗ xác chết này đi đốt cháy những xác chết này. Nghe Thủy Vô Ngân nói là được vớt lên từ sông vị, thế nhưng Dương Bách Xuyên cũng không hoàn toàn tin tưởng, không chừng là do sát trùng của anh ta giết chết. Thủy Vô Ngân có chết cũng không rửa hết tội, một kẻ mất trí hoàn toàn. Còn Tương Tây Thủy gia, Dương Bách Xuyên đã ghi rõ trong lòng, nghĩ ngày sau nếu gặp được, tất nhiên sẽ không nương tay. Trong khoảng nửa giờ, Dương Bách Xuyên cùng với Ngô Mặc Thu đem tất cả sát trùng và xác chết thiêu đốt hết, không còn con cá nào lọt lưới. Cuối cùng cũng có thể yên tâm. Trước đây đã nghiên cứu giáp cốt văn nhưng biết rất ít. Những chữ giáp cốt văn này, rậm rạp vô cùng nhỏ, ngay cả Dương Bách Xuyên thị lực tốt cũng nhìn không rõ, tất cả đều là chữ nhỏ đầu ruồi. Ở một bên chữ nhỏ có ba chữ hơi lớn một chút, hai chữ đầu anh có biết, viết hai chữ khôi lỗi, nhưng chữ cuối lại không nhận ra. Chất liệu của thứ này vô cùng đặc thù. Thủy Vô Ngân đã đem thứ này sát bên người thì nhất định chính là một thứ quan trọng, nhưng Dương Bách Xuyên lại nhìn không ra nguyên nhân, tiện tay vứt vào không gian của bình càn khôn, muốn trở về tìm U Dương Ngọc Thanh xem một chút, cô ấy chính là giáo sư nghiên cứu văn tự Trung Quốc. Sau đó anh cùng Ngô Mặc Thu đi ra khỏi ám thất, sau khi đi lên mới phát hiện, Thủy Thần Thạch hôn mê bất tỉnh rồi. Cô bé tự trách mình, Dương Bách Xuyên cười cười nói, cái này không trách em, chạy thì chạy đi. Dù sao mọi chuyện cũng đã kết thúc, chúng ta trở về. Sau khi hai người lái xe về biệt thự đã 2 giờ chiều, cuối cùng ra ngoài này cũng báo thù cho Lâm Hoan, nhưng dường như nguy cơ gia đình Lâm Hoan bị hại vẫn chưa kết thúc. Bởi vì Thủy Vô Ngân nói anh em bọn họ làm việc vì tiền, nói cách khác có thể là kẻ thù của ba Lâm Hoan đang âm thầm nhắm vào, có lần đầu tiên chắc chắn có lần tiếp theo. Phải nói chuyện này cho Lâm Hoan, để cô đánh thức ba cô. Không chừng lần sau sẽ nhắm vào ba hoặc mẹ cô. Còn Lâm Hoan tạm thời điều dưỡng ở bên cạnh Dương Bách Xuyên là sẽ không gặp nguy hiểm gì, ba người phụ nữ trong biệt thự ai cũng lợi hại hơn người kia. Đừng nhìn nội lực Khưu Vân yếu, nhưng cô xuất thân là sát thủ, có thủ đoạn. Độc Cô Vô Tình lại là cao thủ ám kình tầng 8 đỉnh phong, thi triển kiếm pháp toàn thân có lẽ cũng đối đầu với cao thủ ám kình tầng 9 được. Song hồn cộng sinh của chị em nhà họ Lục càng không cần phải nói, mặc dù bây giờ Tu Vi chỉ luyện khí kỳ tầng 3, nhưng lại có thần hồn cảnh giới kim đan kỳ, là tu chân giả chính tông. Huống chi trong biệt thự còn có Kiều Phúc và chị em nhà họ Ngô ở đây, có thể nói biệt thự của Dương Bách Xuyên cực kỳ an toàn. Sau khi dừng xe, Dương Bách Xuyên lập tức bảo bé Loli Ngô Mặc Thu đi nghỉ ngơi. Anh đi vào đại sảnh, vừa đi vào lập tức hơi ngẩn người. Chỉ thấy ba mẹ Lâm Hoan trong phòng khách đang cười nói chuyện phiếm với mấy cô gái. Tuy nhiên, Độc Cô Vô Tình lại không có mặt. Đi cùng ba mẹ Lâm Hoan là Lâm Hoan, Khưu Vân, Lục Phú Thư. Đầu Dương Bách Xuyên hơi đau, trong nhà anh có mấy cô gái ở đây, không biết ba mẹ Lâm Hoan sẽ nghĩ như thế nào.
Nhưng mà người ta đã vào cửa rồi, anh chỉ có thể kiên trì đi vào, cũng đúng lúc nói chuyện hôm nay. Chú gì, xấu hổ quá, vì cháu ra ngoài làm chút chuyện nên về trễ. Anh cười, chào hỏi ba mẹ Lâm Hoan. Không sao, bọn chú không mời mà đến mong cháu đừng để ý. Ngày mai chú sẽ đi công tác, mẹ bé Hoan cũng muốn đến thăm nó nên hôm nay đánh bạo tới tận nhà làm phiền. Lâm Trấn Hải nói đâu ra đấy. Dương Bách Xuyên vội vàng nói không phiền, bảo Khư Vân đi pha một ấm trà mới, đồng thời cũng nghe được chuyện ba Lâm Hoan muốn đi công tác, nghĩ chút đã biết có thể đi điều tra vụ án gì đó. Trong lòng anh hơi lo lắng, Lâm Trấn Hải là quan tốt, Dương Bách Xuyên định nói cho ông biết một tiếng. Chờ Khư Vân pha trà xong, Dương Bách Xuyên cũng đuổi Lục Vũ Thư phía sau đi, dù sao chuyện muốn nói là chuyện gia đình Lâm Hoan. Sau đó Dương Bách Xuyên cũng không vòng vo, nói ra chuyện xảy ra hôm nay và suy đoán của anh, đương nhiên anh không nói quá trình giết người hôm nay và chuyện trong phòng, nói thẳng người anh điều tra không phải người thường, nhắc nhở Lâm Trấn Hải cẩn thận một chút. Nghe Dương Bách Xuyên kể lại, mắt Lâm Hoan đỏ lên, vẻ mặt mê si nhìn Dương Bách Xuyên, trong lòng vô cùng ngọt ngào vô cùng. Thật sự cô không ngờ Dương Bách Xuyên lại lặng lẽ đi báo thù cho cô, trong lòng âm thầm nói, mình bằng lòng đi theo anh cả đời. Mà Lâm Trấn Hải lại im lặng một lúc, nói Tiểu Dương, cháu nói là võ cổ giả. Đương nhiên ông ấy từng nghe nói qua. Dương Bách Xuyên gật đầu, đúng, nếu chú đã biết thì cháu yên tâm rồi, người hại Lâm Hoan đúng là võ cổ giả, chính xác mà nói rất có thể là kẻ thù chính trị nhằm vào chú. Vẻ mặt Lâm Trấn Hải bình tĩnh, nói thật ra lần trước xuống kiểm tra, trên đường gặp tai nạn xe cộ, đường sạt lở, chú cũng đã đoán được. Chỉ là không nghĩ tới có người lại trắng trợn như vậy. Trung Quốc là thế giới của đảng, là thế giới của nhân dân, khi chú ngồi vào vị trí ủy ban kỷ luật đã đặt ra phương châm cho mình, dù chỉ có một tham quan cũng phải bắt, tuyệt đối không bỏ qua. Bọn họ nghĩ uy hiếp chú thì chú sẽ sợ, nực cười, nếu Lâm Trấn Hải chú sợ chết thì không thể làm đến ngày hôm nay. Bọn họ càng làm hỗn loạn càng có nghĩa là có vấn đề lớn, chú vốn chỉ định kiểm tra bình thường, bây giờ, chú phải đào ba thước đất. Bắt mấy con sâu làm dầu nồi canh này hầu tòa. Sau khi Lâm Trấn Hải nói xong, Lâm Hoan và mẹ cô đều lo lắng, nhưng không lên tiếng khuyên nhủ, bởi vì cả hai đều hiểu tính khí của Lâm Trấn Hải. Dương Bách Xuyên cũng nhìn ra được sự chính trực của Lâm Trấn Hải, đáy lòng kính nể ông. Suy nghĩ một lúc, anh quyết định giúp Lâm Trấn Hải một phen. Anh nói, chú Lâm, ngày mai chú đi sao? Ừ, ngày mai xuống xem. Lần này có người dẫn đầu, thành phố đó là mỏ dầu và quảng trọng điểm của tỉnh ta, đã làm cấp trên để ý, lần này phải xử lý nghiêm ngặt. Lâm Trấn Hải chính nghĩa nói. Chú Lâm, cháu hai người bạn cũng xem như là võ sĩ, cháu để hai người đi theo chú, cũng có thể giúp cho Lâm Hoan và dì yên tâm một chút, chú thấy thế nào? Trong lúc nói chuyện, Dương Bách Xuyên cũng nghĩ đến đại siêu trộm Đường Long và Cổ Tư Lạc, bây giờ các cô được sắp xếp đến công ty Vân Kỳ. Vốn Dương Bách Xuyên sắp xếp bảo vệ em gái Dương San San, nhưng dù sao cô bé vẫn chưa tới trường, vừa khéo có thể để Đường Long và Cổ Tư Lạc đi theo bảo vệ Lâm Trấn Hải. Lâm Trấn Hải há có thể không biết ý tốt của Dương Bách Xuyên, mắt ông sáng lên, trịnh trọng nói, được, chú nợ cháu một ân tình, thật ra lần này đi theo còn có người của cấp trên, có thể thêm hai cao thủ bảo vệ, trong lòng chú cũng yên tâm. Nhìn theo xe của bọn họ rời đi, Lâm Hoan nhìn Dương Bách Xuyên. Hôn lên mặt anh một cái, nói cảm ơn. Cô biết tất cả Dương Bách Xuyên làm những điều này là để cô ấy yên tâm, kết quả cô thực sự yên tâm. Đồ ngốc, cảm ơn cái gì chứ, ngày mai ở nghỉ ngơi 2 ngày, bên công ty thiết đản làm một mình rất mệt mỏi. Về phần ba cậu cứ yên tâm, cam đoan sẽ không xảy ra chuyện gì, về phần mẹ cậu cũng không cần lo lắng, tôi tự có sắp xếp. Nghe Dương Bách Xuyên nói, Lâm Hoan rất cảm động. Người đàn ông này quá chu đáo, cô đỏ mặt, nhỏ giọng nói tối sẽ thưởng cho cậu. Nói xong, cô lập tức bỏ chạy. Nhìn Lâm Hoan chạy đi, Dương Bách Xuyên cười ha ha. Quay lại phòng khách ngồi trên sofa, Khư Vân đưa một tách trà nóng cho Dương Bách Xuyên, lúc này Lâm Hoan đã lên lầu, anh cũng hỏi thẳng Khư Vân, độc cô vô tình đâu? Sao lại không thấy cô ấy? Ồ chút nữa thì quên mất, chị vô tình nói bệnh tình của chị ấy tái phát. Bảo anh về phòng chị ấy xem. Khư Vân vỗ trán, suýt chút nữa quên mất. Dương Bách Xuyên sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại, tình
tính toán thời gian cũng đã đến ngày châm cứu cho Độc Cô Vô Tình, mỗi 3 ngày cô ấy lại phải châm cứu một lần mới có thể áp chế 3 ngày, nói ra cô cũng rất đáng thương. Anh đứng dậy đi vào phòng Độc Cô Vô Tình. Sau khi gõ cửa, bên trong truyền đến tiếng của Độc Cô Vô Tình, mời vào. Anh đẩy cửa vào, căn phòng rất tối, ban ngày rèm cửa của cô cũng không kéo lên, chỉ thấy Độc Cô Vô Tình ngồi ở góc. Dương Bách Xuyên suy nghĩ một lúc, lập tức hiểu cô không muốn để người khác nhìn thấy mặt cô, quả thật khuôn mặt âm dương của cô rất dọa người. Đóng cửa lại, lấy ngân châm ra từ không gian bình càn khôn ra, lúc này anh mới bật đèn lên, Dương Bách Xuyên áy náy nói, xin lỗi, bận rộn quá nên quên mất, lần sau đến giờ cô nhớ nhắc tôi châm cứu. Không có gì đáng ngại, chờ 1 hoặc 2 ngày cũng không sao, làm phiền tiên sinh rồi. Độc Cô Vô Tình đứng dậy, rất tự nhiên ngồi trên giường. Lần này không cần Dương Bách Xuyên nhắc nhở, Độc Cô Vô Tình tự nhiên cởi quần áo. Vẫn là cơ thể bốc lửa nhưng bị da màu âm dương phá hủy cảm giác xinh đẹp, hơi rùng rợn. Nhưng, sau khi Dương Bách Xuyên nhìn thấy nội y trên người cô lại bất giác nuốt nước miếng, cái yếm đỏ thẫm trên người Độc Cô Vô Tình không thấy đâu, trên người mặc một bộ đồ lót màu đen. Tiên sinh vất vả rồi, Độc Cô Vô Tình cảm ơn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không cần cảm ơn, cô chờ đợi một lát, tôi nghỉ ngơi đã. 1808 mãi vẫn hơi quá sức với anh. Nói xong, anh nằm trên giường Độc Cô Vô Tình bắt đầu nghỉ ngơi. Lúc này trong mắt Dương Bách Xuyên, Độc Cô Vô Tình biến thành một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ không tì vết. Sau khi châm cứu, màu trắng đen khắp người dần dần biến mất, thay vào đó là làn da trắng nõn như ngọc. Nằm phía xa nhìn lưng cô, Dương Bách Xuyên cảm thấy miệng lưỡi khô. Mà Độc Cô Vô Tình đưa lưng về phía Dương Bách Xuyên nên không nhìn thấy anh, nhưng thân là võ cổ giả ám kình tầng 8 có độ nhạy bén rất cao, cô cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người nào đó đang nhìn lưng mình. Đối với chuyện này, trong lòng Độc Cô Vô Tình giật nảy, sắc mặt đỏ bừng, không hiểu sao cô lại nhớ tới tiếng rên của đôi nam nữ trong biệt thự tối hôm qua. Nghĩ đến điều này, cả người cô run lên, vốn cơ thể hơi run rẩy, trong khoảnh khắc không nhịn được mà phát ra tiếng. Một tiếng run rẩy nhẹ nhàng xuyên qua tai Dương Bách Xuyên, khiến cho xương cốt của anh mềm nhũn đi, trong tầm mắt thấy toàn thân Độc Cô Vô Tình đỏ bừng. Được rồi, anh lập tức nhắm mắt lại, nhìn thêm 2 lần nữa anh sẽ không nhìn được mà phạm tội. Khoảng 1 giờ sau, Dương Bách Xuyên lấy lại tinh thần, ngồi dậy bắt đầu rút kim, bàn tay không thể tránh khỏi chạm vào làn da Độc Cô Vô Tình. Mỗi một lần chạm vào đều khiến cơ thể Độc Cô Vô Tình khẽ run. Cô cắn răng cố gắng không để cho mình lên tiếng, cảm giác như bị điện giật, khiến cơ thể cô ngày càng mềm nhũn. Cũng không biết Dương Bách Xuyên vô tình hay cố ý, lúc rút cây ngân châm cuối cùng ra dùng sức quá mạnh, một tay chạm vào ngực Độc Cô Vô Tình. A! À, bị móng heo của Dương Bách Xuyên chạm vào dường như đánh tan giới hạn của cơ thể, Độc Cô Vô Tình khẽ rên lên một tiếng, cơ thể hoàn toàn mềm nhũn, trùng hợp ngã vào trong ngực Dương Bách Xuyên. Lúc châm cứu chẳng những Dương Bách Xuyên chịu mệt mỏi, thật ra với Độc Cô Vô Tình mà nói cũng là một lần chịu tội, toàn thân bị đâm 108 kim châm, ít nhiều cũng phải tiêu hao một ít nguyên khí. Hơn nữa Dương Bách Xuyên không ngừng đụng chạm và âm thanh từ tầng 3 tối hôm qua truyền đến, toàn thân cô không có chút sức lực nào. Mùi hương xử nữ sộc vào khoang mũi, mỹ nhân trong lòng, giờ khắc này Dương Bách Xuyên nóng như lửa đốt, anh đã cố gắng kìm nén chính mình, thế nhưng đây là do cô ôm trước. Đỡ ra thịt Độc Cô Vô Tình mịn màng mềm mại trong tay, mũi Dương Bách Xuyên ứ máu. Không còn mặt âm dương, cô đẹp như tiên tử, có sức hấp dẫn chí mạng với anh. Hai người 4 mắt nhìn nhau, Dương Bách Xuyên cúi đầu hôn Độc Cô Vô Tình. Trong lòng Độc Cô Vô Tình kinh hãi vô cùng, cô chưa bao giờ hôn môi với người khác phái. Vốn cơ thể đã mềm nhũn, lúc này nội tâm càng mềm hơn. Cảm giác điện giật lan truyền khắp cơ thể. Trong lúc hoảng loạn không thể suy nghĩ gì, Độc Cô Vô Tình chỉ cảm thấy môi truyền đến một loại cảm giác chưa từng có. Trừ sự ấm áp ra còn có cảm giác huyền diệu không rõ. Cảm giác này làm cô hoảng sợ, và từ sâu trong lòng sinh ra cảm giác tuyệt vời không thể diễn tả, dường như rất thích cảm giác này. Về phần Dương Bách Xuyên, anh mặc kệ tất cả, anh đã chuẩn bị tinh thần bị Độc Cô Vô Tình đánh, dưới hoa mẫu đơn chết làm quỷ cũng phong lưu. Ai bảo để cảnh tượng ấy xuất hiện trước mặt chứ?
anh cũng không phải Liễu Hạ Huệ, là tuổi của tinh lực dồi dào, làm sao chịu được hấp dẫn cỡ này chứ? Tu chân không phải là không được động dục, ngược lại là tùy theo ý mình, tình huống tu luyện của anh tạo hóa công càng chú ý theo đuổi lòng mình, là mọi việc đừng kiềm chế mình. Vậy nên hôm nay Dương Bách Xuyên vô cùng to gan lớn mật. Trước mắt, điều này cũng có liên quan rất lớn với việc tăng tu vi của anh. Lúc trước khi mới quen Độc Cô Vô Tình, anh là luyện khí kỳ tầng 3, Độc Cô Vô Tình là ám kình tầng 8, cũng không dám đấu với Độc Cô Vô Tình, cũng đấu không lại, chỉ có bị đánh thôi. Bây giờ anh là luyện khí kỳ tầng 5, Độc Cô Vô Tình là ám kình tầng 8. Nói trắng ra, Dương Bách Xuyên có sức mạnh nên lá gan cũng lớn lên. Trong lúc triền miên, Dương Bách Xuyên đưa tay đến lưng Độc Cô Vô Tình, chạm vào khóa nội y của cô. Lúc này trong lòng Độc Cô Vô Tình kinh sợ, cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, đột nhiên đẩy Dương Bách Xuyên ra, nói tiên sinh, không, không được. Trong khi nói chuyện, cô vội vàng mặc quần áo. Dương Bách Xuyên trợn mắt há hốc, vừa rồi còn đáp lại môi thương kiếm lưỡi của anh, sao chớp mắt đã không làm nữa. Trong lòng rất buồn bực, nhưng anh cũng không dám mạnh mẽ, tính tình Độc Cô Vô Tình rất cứng rắn, không chừng sẽ xuất kiếm với anh. Vừa rồi chỉ có nước chảy thành sông, hết thảy trùng hợp, không thể sằng bậy, hơi xấu hổ, Dương Bách Xuyên ho hai tiếng rồi rời khỏi phòng. Sau đó đi thẳng lên lầu, trong lòng anh không bình tĩnh, muốn ngồi thiền tĩnh tu một chút. Đi vào phòng ngủ lại sửng sốt, phát hiện Lâm Hoan nằm trên giường anh đọc sách, hai chân trắng sáng, cực kỳ mê người. Ở dưới tầng cả người nóng bừng, lúc này nhìn thấy Lâm Hoan anh mặc kệ hết, bay lên trên giường. À, đừng ầm ĩ, bây giờ là ban ngày, đừng. Thời gian luôn luôn trôi đi không chút dấu vết, suốt hai ngày Dương Bách Xuyên ở với Lâm Hoan không ra ngoài, ngày đi dạo gần biệt thự, buổi tối lại mây mưa. Hai ngày nay có chân khí và đan dược của anh, cơ thể Lâm Hoan đã khôi phục. Mà Độc Cô Vô Tình và Khư Vân trong biệt thự cộng thêm ba cô gái Lục Vũ Thư không chịu nổi tiếng trên tầng 3, ban ngày đi ra ngoài điên cuồng mua sắm. Suốt hai ngày, ba người phụ nữ mua đống quần áo nhiều như núi, Độc Cô Vô Tình lại một tay mua ba chiếc xe, một chiếc xe thể thao, một chiếc việt dã, một chiếc để bàn bạc không việc, nói là thuận tiện đi lại. Vốn Dương Bách Xuyên muốn cho tiền, nhưng Độc Cô người ta không thiếu tiền. Nghĩ lại cũng đúng, lúc trước Độc Cô Vô Tình không chấp mặt bỏ ra 8 triệu đấu giá đan chú nhan. Tóm lại mấy ngày nay, Dương Bách Xuyên sống rất phóng khoáng. Mấy người phụ nữ Khư Vân nấu một đống đồ ăn ngon, được mọi người tán thành. Lục Phú Thư là tu chân giả được Dương Bách Xuyên bày mưu tính kế phụ trách dạy Khư Vân tu chân. Về phần Độc Cô Vô Tình, Dương Bách Xuyên chuẩn bị tìm cơ hội thích hợp truyền thụ công pháp tu chân cho cô, dù sao cũng có Lục Phú Thư là cao thủ cảnh giới kim đan kỳ, dư sức giáo truyền hai luyện khí kỳ nhập môn. Trên thực tế Dương Bách Xuyên vẫn đánh giá thấp chị em Lục Phú Thư. Lục Tuyết Hy ở Sơn Hải Giới là cung chủ phù chú cung, dạy đệ tử rất tốt. Trong hai ngày ngắn ngủi, dưới sự dạy dỗ của chị em nhà họ Lục, Khư Vân đã thành công đạt luyện khí kỳ tầng 1, sau đó Dương Bách Xuyên mở mật thất dưới lòng đất cho chị em nhà họ Lục và Khư Vân, để cho các cô vào mật thất dưới lòng đất bế quan tu luyện, đương nhiên không thể đi vào hầm rượu. Mật thất dưới lòng đất của biệt thự là nơi linh khí nồng đậm nhất, giúp tu luyện rất nhiều. Hai ngày nay Dương Bách Xuyên cũng thử đột phá cửa ải luyện khí kỳ tầng 5, nhưng lại không được gì, với tình huống này, Dương Bách Xuyên khiêm tốn hỏi chị em nhà họ Lục. Đáp án Lục Tuyết Hy đưa ra là cảnh giới không đủ, cũng là thiếu chút cảm ngộ, không cần gấp gáp đột phá, trước tiên cảm ngộ đột phá cảnh giới một chút cũng không muộn. Vậy nên Dương Bách Xuyên cũng không cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên thôi. Ngày thứ ba, Lâm Hoan chuẩn bị về nhà với mẹ. Sau đó chính thức đến công ty Vân Kỳ làm việc. Sau khi lái xe đưa Lâm Hoan về nhà, trên đường trở về, Dương Bách Xuyên nhận điện thoại của Lưu Tích Kỳ, bảo anh lập tức đến công ty, cũng không nói chuyện gì, chỉ bảo anh nhanh đến công ty. Chiều nay tôi về quê, tìm cậu là để mấy ngày nay cậu quản công ty. Lưu Tích Kỳ nói thẳng. Sao phải vội như thế? San san của ông lớn cậu còn một tuần nữa là khai giảng. Không phải tôi nói đi đón cô bé trước sao, chủ yếu là tôi về nhà gặp ba mẹ tôi, thuận đường đón San San trở lại. Nghe Lưu Tích Kỳ nói, Dương Bách Xuyên sửng sốt, sau đó trừng mắt, Lưu Thiết Đản, thằng nhóc cậu thành thật khai báo đi, có
có phải cậu thích em gái tôi hay không? Lưu Tích Kỳ, à, không có. Dương Bách Xuyên nhìn Lưu Tích Kỳ, sao không nhìn ra ý của cậu ta chứ, anh có thể vứt Lưu Tích Kỳ cả con phố ấy chứ? Đối với việc Lưu Tích Kỳ thích em gái Dương San San của mình, Dương Bách Xuyên không phản đối, nhưng có một điều kiện tiên quyết, em gái phải đồng ý mới được. Thật ra trong lòng anh nghĩ rằng nếu Lưu Tích Kỳ có thể trở thành em rể của mình cũng khá được. Thấy mặt thằng anh em này đỏ bừng, không còn khí phách của Tổng Giám Đốc Lưu Trung Tâm mua sắm trước đây, trong lòng Dương Bách Xuyên cười xấu xa, trầm giọng cố ý nói, ai ra, Thiết Đản à, cậu không có cơ hội đâu. San San đã có bạn trai rồi, đã hẹn hò từ cấp 3, bây giờ hai người cùng nhau vào Đại học Cố Đô. Lần này cậu quay về cũng tiện đường đón bạn trai San San tới đây. Lần trước tôi về quê, cậu kia cũng khá được. Cậu nói bậy. Lưu Thích Kỳ đằng đột ngột đứng dậy, mặt trắng bệch cắt ngang Dương Bách Xuyên, ánh mắt tràn đầy tơ máu tức giận hét về phía Dương Bách Xuyên. Tôi vẫn luôn để ý San San, lúc học cấp 3 cô ấy không có bạn trai, có nam sinh tỏ tình còn bị cô ấy mắng, không thể nào, không thể cậu đang gạt tôi. Ặc. Dương Bách Xuyên bị tiếng hét giận dữ của Lưu Thích Kỳ hù. Anh không nghĩ tới Lưu Thích Kỳ lại phản ứng mạnh như thế, lần này càng xác định thằng nhóc này thích em gái San San. Thật ra ba người đã bên nhau từ nhỏ, anh và Lưu Thích Kỳ bằng tuổi nhau, em gái Dương San San nhỏ hơn hai người 4 tuổi, chênh lệch tuổi tác không lớn. Lúc này nhìn thấy Lưu Thích Kỳ hoảng loạn như thế, sau khi Dương Bách Xuyên phục hồi tinh thần, cười như nắc nẻ. Ồ ha ha! Nửa ngày sau, Dương Bách Xuyên ngừng cười, nước mắt cũng chảy ra. Nói, được rồi, Lưu Thiết Đản còn nói không có ý gì với San San, chuyện San San ở cấp 3 sao cậu còn biết rõ hơn anh trai ruột là tôi chứ? Lưu Tích Kỳ lập tức đi tới, dáng vẻ như nếu không có được đáp án thỏa đáng thì cậu ta sẽ đánh Dương Bách Xuyên. Dừng, Tổng Giám Đốc Lưu bất giận, tôi nói, anh đây sợ cậu đấy. Dừng lại một chút. Ánh mắt muốn giết người của Lưu Tích Kỳ khiến Dương Bách Xuyên vội vàng nói, cái đó, tôi đùa cậu mà thôi, San San nhà tôi là học sinh giỏi, sao có thể yêu đương lúc học cấp 3 chứ, yên tâm ha ha. Thật sao, cậu không lừa tôi chứ? Lưu Tích Kỳ nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, hỏi. Ha ha, vậy tôi nói dối đấy, ha ha ha. Dương Bách Xuyên bị dáng vẻ ngốc đột xuất của Lưu Tích Kỳ chọc cười. Lúc này cuối cùng Lưu Tích Kỳ cũng thở phào, anh ta nhìn ra Dương Bách Xuyên cố tình trêu chọc anh. Sau khi phản ứng lại, nhào vào người Dương Bách Xuyên, đấm đá một lúc. Cút, cậu lấy tôi làm trò hề, tôi đánh chết cậu. A Tổng Giám Đốc Lưu bất giận, Lưu Thiết Đản cậu đánh thật à? Đánh cậu không thương lượng gì hết. Dừng lại, không dừng lại tôi sẽ không giúp cậu, em gái tôi sẽ không kết hôn với cậu. À nhóc Xuyên. Chúng ta là anh em mà, sao tôi có thể đánh cậu chứ, vừa rồi chọc cậu thôi. Còn kém nhiều lắm, nói đi cũng phải nói lại, chỉ cần cậu có bản lĩnh theo đuổi San San, tôi không phản đối, đi rót cho tôi một tách trà. Cậu còn hất mặt lên vậy à, tự mình đi đi. Không đi đừng hối hận đấy nhé. Ừ, cậu là ông lớn, tôi đi. Sau khi hai người đùa giỡn một lúc, Lưu Tích Kỳ nghiêm túc nói, chiều tôi sẽ đi, chiều nay cậu ở lại công ty đi. Tôi cũng có hiểu gì đâu, cậu để tôi ở lại công ty vô dụng. Dương Bách Xuyên buồn bực nói. Công ty hoạt động bình thường, cậu chỉ cần tọa chấn, đừng xảy ra chuyện lớn là được, tôi sẽ quay về nhanh thôi. Được rồi, nhưng tôi phải về nhà trước, chờ tôi quay lại rồi cậu đi. Sau khi trở về biệt thự đưa Ngô Mặc Thu đi. Lúc ra khỏi cửa nhìn thấy Khư Vân đang luyện kiếm trong viện, trong lòng có cảm giác muốn Khư Vân cũng đi theo, bảo vệ cả trong tối ngoài sáng với Ngô Mặc Thu thì sẽ yên tâm hơn. Quay lại công ty Vân Kỳ, Dương Bách Xuyên giới thiệu Khư Vân với Lưu Tích Kỳ, nói bảo vệ cho cậu ta, vốn Lưu Tích Kỳ nói không cần, có Lý Đại Nghị đi cùng cậu ta là đủ rồi. Nhưng Dương Bách Xuyên khăng, cậu ta cũng không nói nhiều, sau đó nhanh chóng rời đi, giao công ty cho Dương Bách Xuyên. Thật ra Dương Bách Xuyên cũng khá nhàn rỗi, nhân viên đã tăng lên, toàn bộ văn phòng có vẻ rất đông đúc khá chật chội. Anh đang nghĩ có nên đổi văn phòng không? Lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào. Chào chủ tịch. Người tiến vào làm cho Dương Bách Xuyên sửng sốt, khá quen mắt nha. Kính gọng lớn, mặc cái váy công sở ngắn,
đúng là sức hấp dẫn chốn văn phòng. Dương Bách Xuyên vui vẻ quan sát, là cô gái Bộ Thanh Mai. Sau khi Bộ Thanh Mai oán giận quá nhàn rỗi, Dương Bách Xuyên lập tức dặn dò Lưu Tích Kỳ để cậu ta sắp xếp Bộ Thanh Mai đi theo bên cạnh học tập. Bây giờ thấy sự ngây ngô của cô bé bớt đi nhiều, trông rất thành thục, cũng khá quyến rũ, rất tốt. Thanh Mai à, thời gian này công việc thế nào, có quen không? Dương Bách Xuyên cười hỏi. Mặt Bộ Thanh Mai hơi đỏ, nói cảm ơn anh Xuyên vẫn nhớ, trong thời gian này đi theo bên cạnh Tổng Giám Đốc Lưu học được khá nhiều điều. Đến đây ngồi rồi nói. Anh Xuyên, trước khi đi Tổng Giám Đốc Lưu đã dặn buổi chiều anh đích thân đi xem văn phòng mới thuê của công ty. Bây giờ công ty mở rộng, văn phòng này không đủ dùng, Tổng Giám Đốc Lưu nói chuyện liên quan đến sự phát triển của Vân Kỳ sau này vậy nên bảo anh xem phong thủy. Bộ Thanh Mai nghiêm túc nói. Ừ, Lưu Thiết Đản này thật biết sắp xếp công việc cho tôi. Miệng lẩm bẩm một tiếng, quả thật Dương Bách Xuyên hiểu vì sao Lưu Tích Kỳ bảo anh đi. Bởi vì sau chuyện lần trước, trong mắt Lưu Tích Kỳ, anh là thầy bói thần bí, mà người làm ăn đa số đều để ý phong thủy. Địa chỉ công ty là ưu tiên hàng đầu. Được rồi, khi nào đi? Địa chỉ mới ở đâu? Chúng ta có thể đi qua ngay bây giờ, chúng ta đã hẹn người trung gian gặp nhau lúc 3 giờ. Đã sắp đến giờ rồi, địa điểm mới vẫn ở trong khu công nghệ cao, không xa. Vậy thì đi thôi, tôi đi qua xem một chút, dù sao cũng không có việc gì làm. Trong mắt anh, tòa nhà này rất tốt, sau lưng là núi Tần Lĩnh, mặt hướng về phía đông đón ánh tím, khi đến thấy hai dặm bên trái có một ngôi đền thần tài. Bên phải là sông Vị Thủy, trong vòng 4 km không có kiến trúc che khuất, ánh nắng mặt trời cả ngày, thực sự rất tốt. Anh mừng thầm, nhưng không ngờ sau khi họ vào, chuẩn bị lên tầng 789 xem, nhưng người nào đó đã chen ngang. Một công ty khác cũng muốn thuê, hơn nữa thuê hết toàn bộ 9 tầng. Bên trung gian của tòa nhà là một thanh niên khoảng 20 tuổi, trông rất có tinh thần, đôi mắt lấp lánh, trông khá sắc sảo. Bên cạnh thanh niên là một người đàn ông trung niên béo phì khoảng 40 tuổi, đeo kính nở nụ cười chuyên nghiệp. Không đợi ba người Dương Bách Xuyên mở miệng, cậu thanh niên lập tức nói với Hách Mỹ Lệ, quản lý Hách, công ty các cô có thể đổi 3 tầng trệt không? Tiểu Vương, lời này của cậu vô lý quá đấy. Chúng tôi đã nói là công ty Vân Kỳ chúng tôi thuê 3 tầng 789, bây giờ lại để chúng tôi đổi tầng, anh cảm thấy có thể không? Hách Mỹ Lệ cũng rất mạnh mẽ. Dường như thanh niên tên là Tiểu Vương cũng hơi ngượng ngùng, nhưng sau khi nhìn sang người trung niên bên cạnh, cậu ta kiên trì nói, không phải, trước đây hai bên chúng ta cũng là thỏa thuận miệng. Tôi chờ 2 ngày các cô không trả lời thư, vừa lúc vị Tổng Giám Đốc Trương này đến xem địa điểm, hơn nữa người ta thuê một lần tầng 1 đến tầng 10. Cho nên, khụ khụ, cô xem có chuyển lên 3 tầng trên được không? Không được, các cậu không thể mất chữ tín thế được, thỏa thuận miệng cũng là khế ước tinh thần, nói qua 2 ngày này trả lời các cậu, không phải bây giờ là 2 ngày sao? Sau này cậu như vậy còn ai dám hợp tác với công ty của cậu chứ? Hách Mỹ Lệ trợn mắt nhìn. Dương Bách Xuyên xem như đã hiểu, Tiểu Vương này coi trọng lợi ích, quả thật thỏa thuận miệng trong xã hội hiện đại không tính là cái gì. Người ta có quyền cho người khác thuê, quả thật tầng 1 đến tầng 10 có lợi hơn 3 tầng. Nhìn Hách Mỹ Lệ còn muốn lý, Dương Bách Xuyên mở miệng nói, quản lý Hách, đừng nói nữa, chuyện thường tình mà thôi. Nghe Dương Bách Xuyên nói, Hách Mỹ Lệ trừng mắt nhìn Tiểu Vương đang im lặng. Trong lòng Trương Siêu Phong nghĩ Dương Bách Xuyên là cố ý quấy rối, không muốn để cho ông ta thuê văn phòng, ông ta đã gặp nhiều chuyện thế này. Dương Bách Xuyên nhíu mày nhìn người trung niên, không chút khách sáo nói, sao ông cứ muốn đối đầu với ông đây thế? Vốn công ty chúng tôi nhìn chúng trước, là ông chen chân vào, bây giờ đổi thành tôi làm loạn ư. Khinh thường người khác vậy ư, ông đây mua cả tòa nhà cho ông xem. Trương Siêu Phong tức giận đến mức cả người phát run, nhưng mà lập tức nhịn xuống, cười lạnh nói, được được được, hôm nay tôi muốn xem cậu mua hết tòa nhà này, nếu thằng nhóc cậu có thể mua được thì Trương Siêu Phong tôi quỳ xuống cho cậu một lời. Thằng nhóc còn chưa mọc râu, công ty nhỏ mới thuê được 3 tầng mà hất đuôi gì chứ. Dương Bách Xuyên cười lạnh, tay bỏ vào túi vừa niệm, lấy 10 vạn tiền mặt từ trong không gian bình càn khôn ra ném trước mặt Tiểu Vương, trầm giọng nói, liên hệ với chủ sở hữu, chỉ cần tìm được chủ sở hữu, 10 vạn này đều là của cậu. Nói xong Dương Bách Xuyên dùng linh thức áp chế, trong giọng nói có mê hoặc,
người thường như tiểu vương phàm nhân không có sức chống cự. Vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho chủ sở hữu, đối với cậu ta mà nói 10 vạn quá hấp dẫn, nhặt vội không thể từ chối. Vài phút sau, tiểu vương cúp máy, nói với Dương Bách Xuyên, ông Lý nói ông ấy sẽ đến trong 10 phút, ông nói miễn là giá cả phù hợp thì có thể bán tòa nhà. Được, tôi chờ ở đây. Trong lúc nói, Dương Bách Xuyên nhìn thoáng qua Trương Siêu Phong. Lúc này Trương Siêu Phong cảm thấy không đúng, nhìn dáng vẻ của thằng nhóc Dương Bách Xuyên này không giống như đang giả vờ, nhưng mà ông ta nhìn cách ăn mặc của Dương Bách Xuyên, trong lòng lại càng kiên định. Trong mắt Trương Siêu Phong, Dương Bách Xuyên ăn mặc không giống như có nhiều tiền, quần áo trên người đều là hàng bình thường. Cộng lại cũng không quá 3.000 NDT, những người có thể đủ khả năng mua tòa nhà lớn thế này đều mặc thương hiệu phổ biến trên thị trường, thương hiệu quốc tế, hoặc cũng có thể là may riêng. Trong công ty ở cố đô xa xôi, Lý Hiến Kế cúp điện thoại, trong lòng hơi không yên tâm, người môi giới gọi nói có người muốn mua cả tòa nhà. Đối với Lý Hiến Kế, nếu là thật thì đúng là đưa than trong ngày tuyết rơi. Công ty ông ta thiếu hụt tài chính nghiêm trọng, trong thời gian này có nhiều tòa nhà đình công, công nhân nháo nhào, chủ nợ thúc giục. Hơn nữa trong công ty còn có mấy cổ đông bỏ đá xuống giếng, ông ta tìm ngân hàng thì bị cho vào danh sách đen. Trong thời gian này tóc Lý Hiến Kế đã trắng hơn nửa. So với Dương Bách Xuyên, Lý Hiến Kế càng cảm thấy Trương Siêu Phong đáng tin cậy một chút. Ông ta cũng chung suy nghĩ như Trương Siêu Phong, Dương Bách Xuyên còn quá trẻ, cộng thêm ăn mặc là không giống như người giàu. Nhưng Lý Hiến Kế là người đã từng trải qua sóng to gió lớn, kinh nghiệm sống và tuổi tác ở đó, ông ta đã 60 tuổi, đương nhiên sẽ không tỏ thái độ ra ngoài, vẫn nói chuyện với Dương Bách Xuyên. Đương nhiên Dương Bách Xuyên nhìn ra trong ánh mắt Lý Hiến Kế lộ ra sự không tin tưởng với mình, nhưng mà anh không quan tâm, thứ anh quan tâm là đối phương có bán tòa nhà này cho mình không. Anh cũng chưa từng trải qua đàm phán làm ăn thế này, không vòng vo tam quốc, dùng cách nói chuyện thẳng thắn, nhìn Lý Hiến Kế nói, tòa nhà tổng giám đốc Lý bán bao nhiêu. Lý Hiến Kế bị lời nói của Dương Bách Xuyên làm nghẹn họng. Ông ta xem như đã nhìn ra Dương Bách Xuyên là người mới bắt đầu trong giới kinh doanh nên mới hỏi thẳng như thế, trong lòng càng thêm thất vọng, cho rằng Dương Bách Xuyên không thể mua được. Nhưng nhờ thói quen tốt được rèn luyện hàng ngày, Lý Hiến Kế cho Dương Bách Xuyên một câu trả lời, nếu công ty của anh thật sự muốn, tôi cần toàn bộ số tiền, tất cả 1,2 tỷ, tòa nhà này cộng với diện tích đất xung quanh, giá 1,2 tỷ cũng không nhiều chút nào. Hơn nữa khu công nghệ cao phía sau còn đang trong quá trình khai thác. Sẽ càng có giá trị hơn. Lý Hiến Kế cũng nói thẳng cho Dương Bách Xuyên biết. Nhưng mà ông không nhờ Dương Bách Xuyên trả lời một câu khiến ông sửng sốt, thậm chí không hiểu gì. Vậy thì Tổng Giám Đốc Lý, ngài nói một cái giá thật đi, tôi có thể trả toàn bộ tiền, thậm chí hôm nay có thể ký hợp đồng. Vẻ mặt Dương Bách Xuyên nghiêm túc. Sau khi nói xong, hắn lập tức đứng dậy nói, Tổng Giám Đốc Lý, ngài cân nhắc một chút, tôi đi rồi quay lại. Sau đó, Dương Bách Xuyên đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đi thẳng ra khỏi cửa. Nhưng những người khác đều ngẩn người, thậm chí Lý Hiến Kế còn cho rằng Dương Bách Xuyên đang đùa giỡn hắn, nếu không phải hai người đẹp đi cùng Dương Bách Xuyên còn ngồi ở đây, Lý Hiến Kế còn cho rằng Dương Bách Xuyên nói xong chuyện lớn thì chạy trốn. Thậm chí Trương Siêu Phong còn cười lạnh, nói Tổng Giám Đốc Lý, năm nay nhiều thằng nhóc miệng còn hôi sữa gây chuyện lắm. Hay là chúng ta nói chuyện hợp tác? Công ty chúng tôi muốn thuê 10 tầng. Anh thuận tay ném vào trong bình càn khôn, cũng chưa từng nhìn qua, hôm nay lại có ích. Vừa mới nhìn 4 dương một chút, một dương vàng, một dương toàn đồ trang sức cao cấp và ngọc bội, dương thứ 300 vạn đô la, dương thứ tư là 300 vạn. Anh cầm một dương vàng và một dương đô la, nghe Trương Siêu Phong nói, lập tức đi qua, mở dương vàng ra, nói với Lý Hiến Kế Tổng Giám Đốc Lý. Đây là thành ý của tôi, chỉ xem ý ông thôi. Sau khi mở hộp ra, ánh vàng lấp lánh dưới ánh đèn pha, tất cả mọi người ở đây đều bị Dương Bách Xuyên làm cho kinh ngạc. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên mở dương đô la ra, Trương Siêu Phong ở bên cạnh mù mắt. Lúc này khuôn mặt già nua của Trương Siêu Phong biến thành hoa cúc, xấu hổ lúng túng biết bao, ông ta biết ông ta nhìn lầm rồi. Dương Bách Xuyên không chỉ là một thiếu gia, mà còn là một cái máy bay chiến đấu. Còn lấy ra cái dương vàng, có còn mặt mũi không? Trương Siêu Phong đang nghĩ đến chuyện có quỷ hay không? Mà Lý Hiến Kế cũng kinh ngạc,
ông biết ông gặp đại gia rồi. Tòa nhà không lo bán, mấu chốt là cần có thời gian, bây giờ ông cần nhất là thời gian dành vốn lưu động, một dương vàng và một dương đô la Mỹ của Dương Bách Xuyên đã thể hiện thành ý và tiền của. Nếu không nắm bắt được cơ hội thì ông sống nửa đời vô ích rồi. Sau khi nuốt nước bọt, Lý Hiến Kế nhìn Dương Bách Xuyên, nghiêm túc nói, cậu em à, tôi không gạt cậu, công ty tôi gặp khó khăn lớn đang chờ xoay vòng vốn, đang cần tiền gấp. Nếu không tôi sẽ không bán tòa nhà này, cậu cũng hiểu rõ dù là địa chỉ hay diện tích của tòa nhà này cũng xứng đáng với giá tiền. Tôi nghe tin một năm sau tàu điện ngầm sẽ đi qua đây, vậy nên giá cả tôi đưa ra thật sự không nhiều, nhưng tôi rất coi trọng thành ý của cậu. Tất cả giá 1,15 tỷ, hôm nay lập tức ký hợp đồng, tất cả chi phí thủ tục là tôi trả, cậu thấy thế nào? Dương Bách Xuyên nghĩ lại cũng cảm thấy có thể, anh không quan tâm đến tàu điện ngầm và diện tích đất, ngược lại khá để ý phong thủy, Lý Hiến Kế giảm 50 triệu, coi như có thành ý. Sau đó anh nói, ok, thỏa thuận xong. Vấn đề sau đó là các thủ tục khác nhau, cái này không phải là ngày một ngày hai là xong, nhưng cũng không phải vấn đề, có nhân viên pháp lý xử lý. Đến nay công ty Vân Kỳ vẫn chưa thành lập bộ phận pháp lý, vẫn là Hắc Mỹ Lệ quản lý, nhưng người phụ nữ này không kém kiến thức về phương diện này. Dương Bách Xuyên chỉ chịu trách nhiệm trả tiền và ký tên. 3 giờ, ký hợp đồng xong, còn đổi chủ sở hữu và các vấn đề khác, có thể giải quyết trong 4 ngày. Dương Bách Xuyên đưa 300 vạn đô la Mỹ và 300 vạn cho Lý Hiến Kế, xem như đặt cọc, số tiền còn lại sẽ đưa trong vòng 4 ngày. Còn vàng là cho Lý Hiến Kế xem thành ý và tiền tài, thuận tiện và mặt trương siêu phong, thứ này còn cần phải đi đổi, Lý Hiến Kế cũng không tỏ ra muốn. Dương Bách Xuyên có đàn chú nhan được đấu giá 6 tỷ, không cần lo không có tiền. Lý Hiến Kế nhiều lần mời Dương Bách Xuyên ăn cơm, nhưng mà bị Dương Bách Xuyên từ chối, anh còn có việc khác phải làm. Khụ khụ tổng giám đốc Dương, xin lỗi, tôi có mắt không thấy Thái Sơn, kính xin ngài rộng lượng đừng để bụng kẻ hèn này. Dương Bách Xuyên cũng không thật sự trông chờ ông ta quỳ với mình, liếc mắt một cái, nói tổng giám đốc Trương, bây giờ tòa nhà này là của tôi, nơi này không hoan nghênh ông, mời ông rời đi. Mặt Trương Siêu Phong đỏ bừng, cả người run run, những lời này của Dương Bách Xuyên còn khiến ông ta đau hơn cả bị tát, lập tức cười gượng, vẻ mặt xám xịt rời đi. Còn người môi giới Tiểu Vương, cũng rất xấu hổ, nếu cậu ta biết Dương Bách Xuyên nhiều tiền như thế thì sẽ không tham chút lợi nhỏ kia. Tiểu Vương, cậu cũng đi đi, mang tiền theo, nói cho cậu thì sẽ cho cậu. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Dương vậy tôi đi đây. Tiểu Vương mừng rỡ, cậu ta vốn tưởng Dương Bách Xuyên sẽ không cho mình tiền, không nghĩ là cho thật, tổng cộng 10 vạn đấy. Cầm 10 vạn, Tiểu Vương hạnh phúc sắp ngất đi, 10 vạn này không cần nộp cho công ty, 10 vạn này thuộc về cậu ta. Chờ sau khi tất cả mọi người rời đi, ba người Dương Bách Xuyên, Hách Mỹ Lệ và Bộ Thanh Mai đi vào thang máy quan sát tòa nhà. Suốt 19 tầng, Dương Bách Xuyên cưỡi ngựa xem hoa nhìn một chút, thực ra công ty Vân Kỳ dùng không hết, quy mô trước mắt dùng 4 tầng là đủ. Dù sao những chuyện này anh cũng không bận tâm, để lại làm cho Lưu Tích Kỳ đau đầu, chỉ cần Lưu Tích Kỳ có thể làm công ty phát triển thì có thể dùng hết toàn bộ tòa nhà. Lên tầng 19 cao nhất, Dương Bách Xuyên đứng trước cửa sổ nhìn xuống phương xa. Có thể thấy hơn nửa Cố Đô. Anh thích nhìn từ trên cao như vậy. Anh nói với Hách Mỹ Lệ bên cạnh, để tầng 19 lại làm quán cà phê, sau này không có việc gì làm tôi sẽ ở đây ngắm cảnh đêm, ha ha. Được thưa chủ tịch. Có được tòa nhà sẽ là một điểm khởi đầu mới cho công ty Vân Kỳ, sản phẩm thứ hai là đan tinh long pha loãng sắp ra mắt, tin chắc rằng là một bước nhảy vọt lớn. Ngày hôm sau Dương Bách Xuyên vẫn đến công ty như thường lệ, vẫn hơi nhàm chán, cũng không có chuyện gì lớn, anh ngồi trong văn phòng gọi điện thoại cho Triệu Nam, nhiều ngày không đi công ty đấu giá, không thấy cô làm gì. Anh vừa bắt máy đang nghe thấy giọng nói kỳ quái của Triệu Nam, mặt trời mọc ở đằng Tây à, em còn tưởng rằng có người quên em cơ đấy. Hơn nữa cô ấy đã về từ sớm, điều này khiến cho Dương Bách Xuyên hơi lúng túng. Mặt khác cũng đồng ý với Vương Mộ Sinh đi Yên Kinh, đã kéo dài đến bây giờ. Nhưng mà hẳn ngày mai Lưu Tích Kỳ sẽ quay về, em gái Dương San San cũng đến Cố Đô học, anh ở bên này cũng không có việc gì lớn để làm, quả thật cũng nên đến Yên Kinh một chuyến.
Lâm Hoan cũng chính thức đến Vân Kỳ làm việc, vẫn là vị trí giám đốc tài chính. Hai ngày liên tiếp liếc mắt đưa tình với Lâm Hoan ở công ty cũng không chán. Ngày thứ ba, Lưu Thích Kỳ và em gái đến. Lúc nhận được điện thoại, Dương Bách Xuyên và Lâm Hoan đang ăn cơm, lập tức bảo Lưu Thích Kỳ đến biệt thự, anh và Lâm Hoan đến đó sau. Trong những ngày này, Dương Bách Xuyên có vẻ không có gì để làm trong công ty, nhưng thật ra lại suy nghĩ rất nhiều. Anh muốn xây dựng thế lực. Bên cạnh đã hội tụ không ít võ cổ giả ám kình, có người truyền thụ công pháp tu chân, có người truyền thụ thuật dẫn thể, trong nhà chỉ còn em gái Dương San San và Lưu Tích Kỳ chưa chính thức tu luyện. Dương Bách Xuyên cảm thấy điều kiện chín muồi, phải đợi em gái và Lưu Tích Kỳ đều dùng đan dược, tố chất cơ thể đạt tới yêu cầu tu chân có thể chịu đựng linh khí. Tu chân càng sớm càng tốt, hơn nữa bên cạnh còn có chị em nhà họ Lục biết song hồn cộng sinh, có sẵn huấn luyện viên tu chân, cũng không thể lãng phí nhân tài. Hơn nữa, hắn cũng sợ Trần Bách Vạn đang chạy trốn trả thù, tổ chức sát thủ Xương Hoa xuất hiện, cho nên truyền thụ phương pháp tu chân cho người bên cạnh để bọn họ có sức tự bảo vệ mình là rất cần thiết. Trước đây không có suy nghĩ rõ ràng, bây giờ trong tâm trí đã phác thảo chung, các điều kiện cơ bản đã được hình thành. Sau khi đến biệt thự, bọn Lưu Tích Kỳ và em gái, Lý Đại Nghị đã đến từ sớm. Đi vào phòng khách, em gái Dương San San hét lên, chạy đến, anh. Ôm Dương Bách Xuyên, mắt San San đỏ lên. Con bé này, sao mắt lại đỏ lên chứ? Dương Bách Xuyên yêu thương xoa đầu cô bé. Người ta nhớ anh mà. Sức khỏe của bà nội thế nào rồi? Sức khỏe của bà rất tốt, bà nói rằng anh không cần lo cho bà. Bà ở nhà cũng không nhàn rỗi, ngày nào cũng ra ruộng làm việc. Hai anh em tán gẫu vài câu mới đi qua giới thiệu em gái với mọi người. Cắt. Mọi người trong biệt thự đều thích Dương San San vì là em gái ruột của Dương Bách Xuyên, hơn nữa Dương San San lớn lên cũng khiến người ta yêu thích. Hôm nay rất nhiều người, Lâm Hoan, Lưu Thích Kỳ, Lý Đại Nghị, Độc Cô Vô Tình, chị em nhà họ Lục, Khưu Vân đều ở đây. Một số cô gái bắt đầu nấu ăn, tất cả mọi người chào đón sự xuất hiện của Dương San San. Sau bữa ăn, Dương Bách Xuyên bảo Khưu Vân pha trà, gọi mọi người lại, nhìn từng người một, sắp xếp lại từ ngữ, vẻ mặt nghiêm túc nói cho mọi người biết chuyện, có lẽ món đồ này sẽ thay đổi vận mệnh của mọi người, tôi hy vọng mọi người đều nghiêm túc lắng nghe. Mọi người chưa từng thấy qua một Dương Bách Xuyên trịnh trọng nghiêm túc như thế, nghe anh nói chuyện như vậy, cả đám đều lấy lại tinh thần. Dương Bách Xuyên liếc mắt nhìn vào biểu hiện của mọi người, hài lòng gật đầu mới bắt đầu nói, tên gọi Trung Quốc của chúng ta đã có bề dày lịch sử và truyền thống lâu đời, bình thường mọi người đều biết võ thuật. Hôm nay tôi muốn nói về một thứ tồn tại vượt xa hơn cả võ thuật, có tồn tại trong một số bộ phim võ hiệp, đặt vào thời điểm hiện tại có thể nói là có thật, thậm chí là vượt xa. Cũng gần giống như đám người võ cổ giả vậy, ở đây ngày hôm nay cũng có Độc Cô Vô Tình, Khưu Vân đều là võ cổ giả. Mọi người không biết võ cổ giả là gì thì tôi nói sau, có thể hỏi hai người bọn họ để hiểu rõ võ cổ là cái gì. Mà hôm nay tôi muốn nói cho mọi người biết là sư môn của tôi, một giáo phái còn cao hơn cả võ cổ giả. Dương Bách Xuyên nói chuyện khiến cho ánh mắt của Độc Cô Vô Tình và Lục Vũ Thư sáng ngời, về phần Lưu Tích Kỳ và Dương San San, Lý Đại Nghị, Lâm Hoan thì có hơi mờ mịt, nhưng không ai trong số bọn họ mở miệng cắt ngang. Về phần sư môn trong miệng Dương Bách Xuyên thật ra là một cái lý do để xây dựng thế lực, sư phụ Vân Thiên Tà của anh ở tu chân giới là tán tu tán tiên độc lai độc vãng, cũng không có sư môn. Thế nhưng sư phụ ở tu chân giới thu nhận ba đồ đệ ngoại trừ nhị sư huynh thì đại sư huynh và tiểu sư tỷ đều có tông môn của mình, là nhân vật khai tông lập phái. Cho nên trong lòng Dương Bách Xuyên nghĩ anh cũng không thể kém sư huynh, sư tỷ quá xa, đơn giản thành lập một tông môn ở trái đất. Coi như là một mình đảm đương một mặt. Hơn nữa cô nghĩ đến có lẽ sư môn của Dương Bách Xuyên có thể so với những tông môn cổ xưa trên núi không thích xuất hiện, cho nên cô vô cùng tham vọng, nếu sư môn này thật sự có thể so với những tông môn tồn tại trong võ cổ giả ngày xưa thì cô rất sẵn lòng. Ở giới võ cổ, ai cũng đều biết các thế gia võ cổ đều mạnh mẽ, nhưng Độc Cô Vô Tình biết rõ ràng nhất, tuy các cô được gọi là thế gia võ cổ nhưng khi ở trước mặt những tông môn cổ xưa cũng chẳng là gì. Bởi vì trong những tông môn cổ xưa kia có các nhân vật tiên thiên thần thoại tồn tại, đó là thần thoại đột phá ám kình, nghe đồn có thể trường thọ mấy trăm năm,
thậm chí có thể nhảy vọt lên tận trời. Tuy độc cô vô tình biết những lời đồn phóng đại, nhưng chắc chắn cũng có thật. Dương Bách Xuyên nhìn độc cô vô tình cười, đương nhiên là hiểu được suy nghĩ trong lòng độc cô vô tình, anh nhìn cô rồi từ tốn nói, vân môn của tôi so với những tông môn cổ xưa của giới võ cổ mà cô biết còn sâu hơn nhiều. Một câu nói cũng đã làm cho ánh mắt độc cô vô tình phát sáng, cô có thể nghe ra được sự tự tin trong giọng nói của Dương Bách Xuyên. Tôi sẵn lòng gia nhập môn hạ của tiên sinh, độc cô vô tình tỏ thái độ. Tôi cũng sẵn lòng gia nhập vân môn, Khư Vân nhanh chóng nói, hiện tại cô đang tu luyện Tử Hà quyết, thứ mà chỉ có tu chân giả mới có thể tu luyện, điểm này cô cũng mới biết được từ trong miệng Lục Vũ Thư hôm trước. Trong miệng chị em nhà họ Lục, cô chính là một người may mắn, công pháp tu chân tốt hơn võ công ngàn vạn lần, cho nên Khư Vân sợ Dương Bách Xuyên sẽ không cần cô. Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ vẻ đã biết. Trên thực tế sau khi Khư Vân tu luyện Tử Hà quyết, nếu như cô không muốn, Dương Bách Xuyên cũng sẽ giữ cô lại, phản ứng của cô đúng như dự đoán của anh. Anh, tuy rằng em nghe không hiểu, nhưng anh làm cái gì em cũng đều ủng hộ, hì hì. Dương San San cười nói. Có chuyện tốt sao có thể thiếu tôi được, không cho tôi đi theo cậu, tôi sẽ giết chết cậu. Lưu Thích Kỳ hào hùng nói. Tôi cũng gia nhập vân môn, Lý Đại Nghị chắc chắn nói. Anh ta là người hiểu rõ ràng nhất về sự thần bí của Dương Bách Xuyên, từ sau khi tu luyện thuật ngũ hành dẫn thể mà Dương Bách Xuyên truyền thụ, Lý Đại Nghị cảm giác được cơ thể của anh ta ngày một thay đổi rất rõ ràng, trở nên mạnh mẽ hơn, đây là thứ anh ta khao khát nhất. Cuối cùng chỉ có chị em nhà họ Lục, Dương Bách Xuyên nhìn cô nói, mặc dù là chị em các cô là tu chân giả của Sơn Hải Giới, nhưng mà... Tôi muốn nói cho các cô biết, Sơn Hải Giới chỉ là một thế giới nhỏ rộng lớn của tu chân giới. Nền tảng của vân môn tôi là ở tinh thần đại hải, sư môn sẽ có vô số pháp thuật điển tịch cho các cô tu luyện đọc sách. Bao gồm cả tôi, đợi lát nữa tôi sẽ truyền thụ cho mọi người công pháp tu chân, càng quan trọng thì tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Đối với võ cổ giả không biết quay đầu lại hỏi độc cô vô tình, đối với tu chân giả không biết thì hỏi chị em nhà họ Lục, các cô ấy là song hồn cộng sinh, mọi người đừng kinh ngạc, chậm rãi thích ứng là tốt rồi. Vân môn chúng ta thành lập cũng không có quy củ gì, nhưng tôi chỉ nói một điều, không được tương tàn đồng môn, loạn sát vô tội, người vi phạm tôi sẽ tự mình bãi bỏ tu, vị trục xuất khỏi vân môn. Từ hôm nay trở đi, Lục Tuyết Hy là trưởng lão hộ pháp của vân môn, khi tôi không ở đây sẽ do Lục Tuyết Hy truyền thụ dạy dỗ mọi người để tu luyện, mặt khác mật thất dưới lòng đất có trận pháp tụ linh, ngoại trừ hầm rượu không thể đi vào ra, những nơi khác đối với mọi người đều có thể mở ra. Chờ lát nữa tôi sẽ ghi chép lại một ít công pháp tu hành và các thuật pháp y tịch đơn giản vào trong sổ của vân môn, giao cho Lục Tuyết Hy để cho cô ấy dạy mọi người dẫn khí tu chân. Ngày mai tôi sẽ đến Yên Kinh một chuyến, sau khi tôi đi, mọi chuyện đều nghe theo Lục Tuyết Hy sắp xếp. Dương Bách Xuyên dặn dò một ít chuyện, sau đó lên lầu ba thư phòng đi viết công pháp tu luyện vân vân, để cho mấy người Lưu Thích Kỳ đi tìm hiểu sự khác biệt giữa võ cổ giả và tu chân giả trước. Trong thư phòng đầu tiên Dương Bách Xuyên viết ra Tử Hà Quyết, đây là công pháp thích hợp cho nữ nhân tu luyện, nhưng cũng không dám viết hết, chỉ viết đến trúc cơ kỳ, đợi sau này tất cả mọi người đều đạt đến trúc cơ rồi viết tiết ra là được rồi, cả bộ Tử Hà Quyết Dương Bách Xuyên cũng sợ xảy ra loạn. Tử Hà Quyết là công pháp cao cấp được sư phụ Vân Thiên Tà thu thập từ tu chân giới, không dám dễ dàng tiết lộ quá nhiều, không phải là không tin được chị em bọn họ, mà là phòng ngừa vạn nhất, trên trái đất còn có một Sơn Hải Giới. Bảo đảm không chừng hiện tại trên trái đất có tu chân giả Sơn Hải Giới tồn tại hay không, cho nên Dương Bách Xuyên chỉ viết đến giai đoạn tu luyện công pháp trúc cơ kỳ. Về phần công pháp vân môn thích hợp cho con trai tu luyện, cũng được sư phụ Vân Thiên Tà tu luyện là Kinh Vân Thiên được viết đến trúc cơ kỳ rồi. Mà với Càn Khôn Tạo Hóa Quyết, tạm thời Dương Bách Xuyên không dám tiết lộ cho những người khác, bởi vì bộ công pháp này ngay cả sư phụ Vân Thiên Tà cũng không nhìn thấu, không có tu luyện qua. Lấy được từ bình càn khôn, tràn ngập quá nhiều điều không biết. Sau đó lại viết chân nguyên ly hỏa ra, xem như là một thuật pháp không tồi, tu vi đạt tới luyện khí kỳ 3 tầng trở lên là có thể tu luyện. Mặt khác còn tìm ra hai bộ kiếm pháp, xem như là dùng để tấn công bảo vệ tính mạng, bộ đầu tiên là tinh thần che thiên kiếm, bộ thứ hai là đại nhật kinh lôi kiếm, hai bộ kiếm pháp này thích hợp với thể chất của cả nam nữ. Chủ nhân, chúng tôi cũng muốn gia nhập vân môn. Muốn giúp sức cho chủ nhân, xin chủ nhân đồng ý. Trong ba người,
người phát biểu là Kiều Phúc, cứ mở miệng là chủ nhân, mấy ngày trước miệng anh ta vẫn xưng là tiên sinh. Đúng đúng đúng, xin tiên sinh đồng ý. Ngay sau đó là đến Ngô Mặc Hạ nói, thật ra cô ấy vừa mới được Kiều Phúc thông qua bí pháp triệu hồi trở về, trước đây đều ở nhà Lâm Hoan bảo vệ an toàn cho mẹ Lâm Hoan. Lúc trước, khi được Kiều Phúc triệu hồi có nói chủ nhân muốn thành lập vân môn gì đó, nhưng không nói cho ba người biết, cho nên Kiều Phúc hoảng hết triệu hồi cô ấy trở về để cùng nhau cầu xin Dương Bách Xuyên. Ba người đều biết bọn họ như thế nào, sau này có thể có thành tựu hay không toàn bộ đều phải nhờ vào Dương Bách Xuyên, cho nên mọi chuyện đều phải theo sát bước chân của Dương Bách Xuyên. Tuy rằng ba người không hiểu vân môn là cái gì, thế nhưng có một điểm cũng rất rõ ràng. Đó chính là Dương Bách Xuyên cũng đưa em gái ruột Dương San San của mình vào vân môn, cho nên ba người Kiều Phúc cho rằng vân môn chắc chắn là một tổ chức quan trọng của Dương Bách Xuyên. Trước đó, ở trong sảnh chính, tất cả mọi người đều gia nhập vân môn, duy chỉ có ba người bọn họ là Dương Bách Xuyên nói gì khiến cho Kiều Phúc rất sốt ruột. Xin chủ nhân cho chúng tôi gia nhập vân môn, giúp đỡ cho chủ nhân. Nhóc dễ thương Ngô Mặc Thu cũng nói theo. Dương Bách Xuyên nhìn ba người. Giờ khóc giờ cười nói, mấy người đứng lên đi, tuy rằng tôi không nói, thế nhưng trong lòng đã sớm coi các người trở thành một phần tử của vân môn, vẫn là câu nói kia ba người tạm thời che giấu âm thầm không cần ra mặt, làm một hậu phương bảo vệ an toàn của biệt thự và vân môn. Ba người các ngươi là quỷ tu, không giống tu chân giả, như vậy đi, sau này ba người chính là hộ pháp bí mật bảo vệ vân môn, trọng trách bảo vệ vân môn sẽ giao cho ba người. Chờ Dương Bách Xuyên nói xong. Ba người Kiều Phúc mới vui mừng đứng dậy. Nhưng mà Dương Bách Xuyên nhìn về phía Ngô Mặc Hạ lại cứng mặt nói, sau này nhớ kỹ tôi là người bảo vệ cho mấy người, mọi người đều là người quan trọng đối với tôi, Mặc Hạ, em tự tiện chạy về đây là không nên, nhớ kỹ không có lần sau. Còn có Kiều Phúc, cậu cũng vậy, sau này cậu cũng phải biết phải phân rõ nặng nhẹ, đối với ba người mấy người tôi nói lại một lần nữa, vẫn là câu nói kia, tôi sẽ coi mọi người trở thành người của mình. Tương lai sẽ không phụ lòng ba người. Kiều Phúc và Ngô Mặc Hạ nghe được Dương Bách Xuyên không nhẹ không nặng nói, cả người run rẩy, hai người biết lần này thật sự quá nông nổi, không nên bỏ mặc người mà chủ nhân muốn bảo vệ lại tự tiện trở về, ngẫm lại nếu mẹ Lâm Hoan xảy ra chuyện gì. Ngô Mặc Hạ và Kiều Phúc đều run rẩy đến mất hồn, đến lúc đó khó thoát khỏi trách nhiệm. Lúc này Dương Bách Xuyên phất tay nói, Mặc Hạ trở về đi, chờ ba Lâm Hoan về nhà. Nhiệm vụ của em coi như hoàn thành, đến lúc đó sẽ trở về. Đối với quỷ tu giả, trước mắt Dương Bách Xuyên còn không có tìm được bất cứ phương pháp đan dược nào có thể tăng tu vi các cô, chỉ có linh khí của nơi này mới có hiệu quả đối với bọn họ. Kiều Phúc hơi căng thẳng, bởi vì anh ta tự tiện triệu hồi Ngô Mặc Hạ trở về làm cho chủ nhân mất hứng, cho nên đứng ở một bên nơm nớp lo sợ không dám nói chuyện. Dương Bách Xuyên đương nhiên nhìn ra Kiều Phúc đang thấp thỏm nhưng cố ý không để ý tới anh ta, làm sai thì cần phải răn đe, nếu không còn có lần sau, nói không chừng lần đó sẽ xảy ra phiền phức lớn. Sau khi tán gẫu vài câu với cô bé nhỏ, Dương Bách Xuyên lập tức đuổi cô bé đi, sau đó mới nhìn về phía Kiều Phúc nói, Hậu Đậu Đậu và Hương Hương mấy ngày nay chạy đi đâu rồi? Thưa chủ nhân, cứ theo thói quen gọi tôi là tiên sinh đi, Dương Bách Xuyên cắt ngang Kiều Phúc. Thưa tiên sinh, hai linh thú của tiên sinh mấy ngày nay đều ở Lê Sơn chơi đùa, không xảy ra chuyện gì, mỗi ngày tôi đều đi xem một lần. Kiều Phúc cung kính nói. Dương Bách Xuyên rất hài lòng với câu trả lời của Kiều Phúc, trong lòng đối với việc anh ta tự tiện làm chủ triệu hồi Ngô Mặc Hạ tức giận cũng tiêu tan, chậm rãi mở miệng nói, ngày mai tôi sẽ quay về Yên Kinh một chuyến. Sau khi tôi đi, lo lắng nhất chính là Hậu Đậu Đậu và con chồn Hương Hương, cậu canh chừng chúng nó, không được để xảy ra chuyện. Ngoài ra, hầm rượu rất quan trọng, ngôi mộ bí mật dưới lòng đất nhất định phải bảo vệ cẩn thận, trước mắt với tu vi của tôi vẫn chưa đủ đi thăm dò phòng mộ chính, chờ sau này tôi sẽ xuống xem thử. Tiên sinh yên tâm, Kiều Phúc chắc chắn sẽ bảo vệ tốt. Được rồi, cậu đi xuống đi. Vâng, Kiều Phúc xin phép đi trước. Chờ Kiều Phúc đi rồi, Dương Bách Xuyên xuống lầu. Phát hiện mấy người Lưu Tích Kỳ còn đang vây quanh Lục Tuyết Hy và Độc Cô Vô Tình hỏi thăm chuyện của võ cổ giả và tu chân giả. Đối với việc này anh vô cùng vui vẻ, Lục Tuyết Hy là tu chân giả đến từ Sơn Hải Giới, nói về kiến thức so với anh còn nhiều hơn, sau này Lục Tuyết Hy dạy mọi người tu chân, luyện khí là thích hợp nhất.
Giao công pháp và thuật pháp đã viết xong cộng thêm hai bộ kiếm pháp cho Lục Tuyết Hy, để cho cô ấy tự tin truyền thụ mọi người. Sau đó, Dương Bách Xuyên cũng dặn dò một số vấn đề cần thiết rồi đi ra ngoài. Đáng tiếc khi Dương Bách Xuyên đến nhà Ninh Kha, cũng là phát hiện không có người, quay lại hỏi cảnh sát mới biết được cô ta đã ra ngoài phá án, anh đành phải thôi. Vốn định đi thăm Âu Dương Ngọc Thanh, gọi điện thì điện thoại di động của cô ấy lại ở trạng thái tắt máy, có lẽ là đi công tác hoặc là còn chưa trở về. Người muốn gặp không thấy đành mở đường hồi phủ, anh trở về giao phó mọi việc xong xuôi, sau khi anh đi ra ngoài thì Lục Tuyết Hy là người trông coi chuyện chính, Kiều Phúc sẽ âm thầm lo toan mọi chuyện nên Dương Bách Xuyên không lo lắng. Anh cũng dặn dò Lưu Tích Kỳ, nếu công ty Vân Kỳ có vấn đề gì thì lập tức liên lạc với Lục Tuyết Hy. Sau 10 giờ tối Lưu Tích Kỳ và Lý Đại Nghị rời đi, so với việc tu chân, Dương Bách Xuyên nhìn ra được, Lưu Tích Kỳ vẫn thích thương nghiệp như trước. Đối với việc này Dương Bách Xuyên có thể hiểu được anh ta, dù sao truyền thụ tu chân cho anh ta cũng chỉ hy vọng anh ta có thể tự bảo vệ mình, giới kinh doanh đồng nghĩa cũng có bóng dáng võ cổ giả, không chừng một ngày nào đó sẽ đụng phải người ta, cho nên để cho Lưu Tích Kỳ tu luyện là điều rất cần thiết. Buổi tối sau khi mọi người nghỉ ngơi, Độc Cô Vô Tình lại tìm đến phòng của Dương Bách Xuyên. Sau khi mở cửa, cô không vào cửa, đứng ở cửa nói, tiên sinh, ngài đi Yên Kinh mất bao lâu? Dương Bách Xuyên cũng không chắc chắn đi bao lâu, chuyện của ngày mai cũng không thể nói chính xác được, nhưng anh hiểu được ý nghĩ của Độc Cô Vô Tình, cô là sợ Dương Bách Xuyên đi quá lâu, độc khí trong cơ thể sẽ tái phát. Mặc dù hiện tại thông qua quá trình châm cứu của Dương Bách Xuyên có thể áp chế được trong 5 ngày, nhưng cũng không phải quá dài. Như vậy đi, ngày mai cô và tôi cùng đi Yên Kinh, nếu thời gian dài tôi có thể tùy thời châm cứu cho cô. Cảm ơn tiên sinh, Độc Cô Vô Tình mừng rỡ, cô tới tìm Dương Bách Xuyên chính là vì câu trả lời này. Sáng sớm hôm sau Dương Bách Xuyên và Độc Cô Vô Tình ngồi máy bay đi tới Yên Kinh, buổi chiều còn phải đi tham gia buổi tiệc mừng thọ của ông nội Triệu Nam. 10 giờ sáng hai người xuống máy bay, đến Yên Kinh. Trước khi lên máy bay Dương Bách Xuyên gọi điện thoại cho Vương Mộ Sinh, sau khi xuống máy bay, anh sẽ đi chào hỏi nhà họ Vương trước. Thật sự mà nói, anh và một nhà Vương Mộ Sinh vẫn nên gần gũi hơn, dù sao Vương Mộ Sinh là chiến hữu sinh tử của ba anh. Bên ngoài sân bay Dương Bách Xuyên từ xa đã nhìn thấy một tấm bảng ghi tên mình, đi qua nhìn, lại là con trai của Vương Mộ Sinh, Vương Tông Nhân đến đón. Chị Độc Cô. Xin chào. Ba người khách sáo một phen, sau đó lên một chiếc xe quân sự của Vương Tông Nhân, đi thẳng tới nhà họ Vương. Ở trên xe, Vương Tông Nhân vừa lái xe vừa nói chuyện với Dương Bách Xuyên. So với hai lần gặp mặt trước, lần này Vương Tông Nhân vui vẻ hơn rất nhiều, có thể là bởi vì hai lần trước có ba mẹ cậu ta ở đây, hơn nữa, tính cách của cậu ta vốn hướng nội nên hai người không nói nhiều. Lần này lại giống được giải tỏa. Ở trên xe chủ động nói chuyện với Dương Bách Xuyên về lý do cậu ta không đi học. Vương Tông Nhân thần bí hỏi Dương Bách Xuyên, anh Bách Xuyên, anh có biết tại sao em không đi học không? Lúc nói chuyện, Vương Tông Nhân còn lộ vẻ kích động và phấn khích. Dương Bách Xuyên cười cười phối hợp hỏi, tại sao? Ha ha, một ông cụ của nhà họ Vương chúng tôi đã biến mất gần 30 năm trước mới trở về, ông ấy là một võ cổ giả rất lợi hại. Còn là một thầy bói toán rất tài, sau khi nhìn thấy em còn nói em là kỳ lân nhỏ của nhà họ Vương, còn nói số phận của em cao ngút trời, tương lai rộng mở, chuẩn bị tiến cử em đến thần Long Đàm. Lúc nói chuyện, Vương Tông Nhân không che giấu được sự kích động. Đối với võ cổ giả, Vương Tông Nhân là con cháu của nhà họ Vương nên đương nhiên không xa lạ gì, cũng là lần trước lúc ăn cơm, cậu ta đã nghe được thân phận của Dương Bách Xuyên nên nói chuyện cũng không kiêng dè gì. Dương Bách Xuyên cũng nghe được từ miệng Triệu Nam nói, nhà họ Vương ở Yên Kinh là một trong tứ đại gia tộc võ cổ giả, nhà họ Vương thâm sâu thần bí, nói nhà họ Vương đặc biệt chính là bởi vì nhà họ Vương luôn dốc sức cho quân đội Trung Quốc, cống hiến cho quốc gia, từ khi dựng nước cho đến hôm nay, nhà họ Vương đều là lực lượng cốt cán vững mạnh của quân đội Trung Quốc. Bởi vì nhà họ Vương dựa vào quốc gia, mà Trung Quốc có một tổ chức thần long bí ẩn, chính là thần Long Đàm vừa rồi trong miệng Vương Tông Nhân. Nghe đồn thần Long Đàm là một lực lượng quốc gia, còn tồn tại lâu hơn so với các thế gia cổ đại, thực lực cũng không yếu hơn thế gia võ cổ, thậm chí vượt hơn nữa. Nghe Triệu Nam nói,
toàn bộ thành viên trong Thần Long Đàm đều là những tướng sĩ tài giỏi không thuộc về bất kỳ thế lực nào, Trung Quốc có rất nhiều bộ đội đặc chiến đều là do Thần Long Đàm dạy nên. Tất nhiên rồi, đi học có cái gì tốt chứ, tập võ luyện công làm việc chính nghĩa mới là ước mơ trong lòng em. Ánh mắt Phương Tông Nhân sáng ngời nói. Dương Bách Xuyên cười lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, lại là một thằng nhóc bồng bột. Anh cũng không nói đến vấn đề này của cậu ta đúng hay sai, chỉ thuận miệng hỏi, người cậu vừa nói là ông cố nhà cậu ư. Mất tích 20 năm mới trở về, còn bói toán rất giỏi à. Quay về giới thiệu cho tôi với. Trên mặt Vương Tông Nhân đầy vẻ đắc ý, nói, được, ông cố của em là người của Thần Long Đàm, thuật bói toán của ông ấy rất nổi tiếng ở Trung Quốc, thiết khẩu thần toán Vương Huyền Cơ, trong giới võ cổ ai cũng biết. Ha ha, tất nhiên em cũng chỉ nghe ông nội em nói thôi. Vương Huyền Cơ, Độc Cô Vô Tình ngồi ở ghế sau đột nhiên kinh ngạc hô lên. Đúng vậy, chị gái Độc Cô, chị từng nghe nói đến ông cố của em rồi sao? Vương Tông Nhân tự hào hỏi. Đâu chỉ từng nghe nói, thập niên 80 thiết khẩu thần toán Vương Huyền Cơ, ông tiên họ Vương, e là giới võ cổ không ai không biết, từ khi còn rất nhỏ tôi đã nghe bậc cha chú nhắc tới, không ngờ ông tiên vẫn còn sống, giới võ cổ thật có phúc. Độc Cô Vô Tình thản nhiên nói. Nghe Độc Cô Vô Tình nói vậy, trên mặt Vương Tông Nhân càng tự hào. Dương Bách Xuyên cũng là lần đầu tiên nghe nói, ngay cả Độc Cô Vô Tình cũng gọi một tiếng ông tiên, xem ra thật sự là nhân vật không tầm thường. Ba người nói chuyện phiếm, chẳng mấy chốc đã đến nhà họ Vương. Sau khi xe dừng lại, đến cửa chính nhà họ Vương, nụ cười trên mặt Vương Tông Nhân biến mất, thay vào đó là một bộ dáng sầu não. Thấy vậy Dương Bách Xuyên còn cười trêu ghẹo nói, Tông Nhân, sao vừa về nhà mặt đã bí xị thế kia, có phải là bị người nhà mắng rồi không? Vương Tông Nhân nặn ra một nụ cười gượng nói, không phải, anh Bách Xuyên, ông nội em bệnh nặng nhiều ngày rồi. E là không chịu nổi mấy ngày nữa. Dương Bách Xuyên sửng sốt vội vàng nói, thật xin lỗi, tôi không biết. Không sao, bản thân ông nội cũng nói đời người cuối cùng đều phải chết, ông ấy nhìn nhận rất thoáng, còn bảo chúng tôi đừng để ý. Thằng nhóc thối, ý của cháu là chú già rồi ư? Vương Mộ Sinh cười mắng một câu. Dì Lý Giá, Dương Bách Xuyên đi tới chào hỏi. Bách Xuyên, tới là tốt rồi. Dì và chú Vương ngày nào cũng hy vọng cháu có thể đến nhà. Vẫn muốn đến thăm các ngươi, chính là bận rộn bừa bãi liền không quan tâm. Cháu đấy sau này nhớ kỹ nơi này chính là nhà của cháu. Mấy người nói chuyện một hồi, Dương Bách Xuyên mới giới thiệu Độc Cô Vô Tình. Lý Gia lại nhìn Độc Cô Vô Tình giống như nhìn con dâu, ngược lại làm cho Dương Bách Xuyên ngượng ngùng. Sau khi đi vào phòng khách, Lý Gia đi thu sắp đồ ăn. Hai vợ chồng rất vui vẻ khi có sự xuất hiện của Dương Bách Xuyên. Ngay khi Vương Mộ Sinh cùng Dương Bách Xuyên và Độc Cô Vô Tình nói chuyện phiếm, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó, có một giọng nữ gấp gáp nói, anh mau đi thăm ba đi, ba sắp không xong rồi. Khi lời nói vừa dứt, một người phụ nữ tóc dài xóa qua vai, khoảng 27-28 tuổi, cao gần 1m8, trên mặt mang theo nước mắt xuất hiện trong phòng khách. Diện mạo của cô không thua kém Độc Cô Vô Tình, dáng người quả thực giống như siêu mẫu. Dương Bách Xuyên nghe cô gọi Vương Mộ Sinh là anh, không cần nghĩ cũng đoán được chắc là cô út của Vương Tông Nhân, em gái của Vương Mộ Sinh. Sắc mặt Vương Mộ Sinh chợt thay đổi, vội vàng đứng dậy và nói với Dương Bách Xuyên, nhóc Xuyên, các cháu cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi. Nói xong, ông cùng Vương Tông Nhân đi theo em gái chạy vào sau nhà. Vương Tông Nhân cũng theo sát. Nhưng lại bị Dương Bách Xuyên gọi lại nói, Tông Nhân chờ đã, tôi cũng muốn đi xem thử. À, được, anh Bách Xuyên, y thuật của anh cao siêu, đi thăm ông nội em cũng tốt. Trong lúc Vương Tông Nhân nói chuyện, trong mắt cũng đỏ lên. Anh đi theo phía sau Vương Tông Nhân, đi vào sau nhà là một gian phòng ngủ lớn cổ kính, nhưng vừa đi vào lại là mùi thuốc đập vào mặt, rất gai mũi. Trong tầm mắt anh, có một ông lão nằm trên giường chừng 80 tuổi. Đang chụp ống dưỡng khí, hai bên giường lớn bày đầy các loại dụng cụ y tế. Nhưng, sau một khắc Vương Huyền Cơ lại đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía anh. Dương Bách Xuyên kinh ngạc, anh biết mình vừa mới giải phóng linh thức đã bị Vương Huyền Cơ phát hiện, giờ phút này anh mới cảm nhận được khí huyết hùng hậu của Vương Huyền Cơ, quả nhiên là người có thể rời núi lấp biển, khiến anh có áp lực rất lớn.
Trong lòng anh kinh ngạc thầm nói, cao thủ ám kình tầng 9 đỉnh phong. Trong nhận thức của Dương Bách Xuyên đối với Vương Huyền Cơ là cảm giác vô cùng mơ hồ, chỉ có khí huyết trọng thiên và nội lực khí tức mênh mông như biển. Cho nên trong nháy mắt, anh kết luận Vương Huyền Cơ chính là cao thủ võ cổ giả ám kình tầng 9, đây là cao thủ thật sự. Độc Cô Vô Tình là người mạnh nhất trong số các võ cổ giả ám kình mà anh từng gặp qua, thậm chí anh đã từng nghĩ, Độc Cô Vô Tình có thể so tài ngang với cao thủ ám kình tầng 9, nhưng nhìn tình huống hiện tại chắc là không hẳn. Vương Huyền Cơ là cao thủ ám kình tầng 9 không sai, cũng chỉ có võ cổ giả ám kình tầng 9 anh mới không thể chắc chắn mà chỉ có thể phán đoán, bởi vì hoàn toàn chưa từng tiếp xúc qua. Hiện tại khí tức trên người Vương Huyền Cơ còn mạnh hơn Độc Cô Vô Tình là ám kình tầng 8. Không thể nghi ngờ chính là võ cổ giả ám kình tầng 9, thậm chí là đứng đầu trong số đó. Dương Bách Xuyên không nghĩ tới ám kình tầng 8 và tầng 9 lại chênh lệch lớn như vậy. Ngay khi hai mắt Vương Huyền Cơ lóe ra tinh quang nhìn về phía Dương Bách Xuyên, Vương Kiêm Gia lại hỏi ông ấy, ông hai, ba cháu thế nào rồi? Bị Vương Kiêm Gia gấp gáp hỏi vậy, Vương Huyền Cơ vuốt râu trắng nói, sức sống suy yếu, không thể cứu vãn. Thật ra ngay từ đầu Vương Mộ Sinh nghĩ tới việc để cho Dương Bách Xuyên tới thủ đô xem bệnh cho ông cụ, nhưng thân phận ông cụ đặc biệt nên không dám tùy tiện cho người đến khám bệnh, kéo dài đến một khoảng thời gian trước thì ông hai xuất hiện. Vốn Vương Mộ Sinh cho rằng ông hai giống như ông tiên chắc chắn sẽ có cách cứu ông cụ, nhưng không nghĩ tới ngay cả ông hai cũng không có cách nào. Bây giờ ông hai lại là nhìn về phía Dương Bách Xuyên, điều này chứng tỏ quý nhân hôm nay chính là Dương Bách Xuyên. Vương Mộ Sinh lại vô cùng tin tưởng ông hai, lúc trước được thấy qua tài nghệ y thuật của Dương Bách Xuyên, hơn nữa lại biết Dương Bách Xuyên là võ cổ giả, ông tin tưởng nếu như còn có người có thể cứu ông cụ nhà mình thì người kia chắc chắn là Dương Bách Xuyên. Quân đội có bộ phận chuyên môn thu thập tình báo nhằm vào võ cổ giả, Dương Bách Xuyên lại được hệ thống tình báo chỉ định là một đối tượng quan trọng, mấy ngày trước trong lúc vô tình ông nhìn thấy hồ sơ của Dương Bách Xuyên, Vương Mộ Sinh lại lắp bắp kinh hãi. Đan chú nhan xuất hiện trong hội đấu giá của Triệu Thị ở Trung Quốc, cùng với rượu Cố Nguyên Vân Kỳ, tất cả đều bắt đầu từ tay Dương Bách Xuyên. Càng khiến cho Vương Mộ Sinh khiếp sợ hơn là, một mình Dương Bách Xuyên đi tới tổ chức sát thủ Xương Hoa Tây Bắc, diệt trừ toàn bộ căn cứ của Xương Hoa. Căn cứ vào điều tra của nhân viên tình báo, cùng một ngày, lão già mù có thực lực ám kình tầng 8 ở cửa đường Tây Bắc và hai đại cao thủ ám kình tầng 8 của nhà họ Mã ở Tây Bắc đều mất tích không có bất kỳ dấu vết nào. Khi tập hợp lại các chứng cứ được thu thập, kết quả là hai đại cao thủ này đều bị Dương Bách Xuyên giết chết. Thậm chí theo thông tin, anh còn đuổi giết đường chủ Trần Bách Vạn khiến cho anh ta phải chạy trối chết. Đương nhiên bốn người anh em của nhà họ Vương đều không gấp gáp mở miệng, bởi vì bọn họ đều biết ông hai sẽ nói chuyện với Dương Bách Xuyên. Bốn người bọn họ không thể tùy tiện xen vào. Về phần Dương Bách Xuyên, đối mặt Vương Huyền Cơ lần thứ hai mang theo ý cười trong ánh mắt nhìn qua, lại cảm giác được cả người có hơi mất tự nhiên. Ngay khi Dương Bách Xuyên vừa mới chuẩn bị chào hỏi, Vương Huyền Cơ nhìn anh mở miệng nói, bần đạo là Vương Huyền Cơ, rất vui được gặp anh bạn nhỏ trong lúc nói chuyện ông làm nghi thức của người xuất gia để chào hỏi Dương Bách Xuyên. Hành động này đã làm anh em nhà họ Vương đang đứng ở một bên khiếp sợ. Ông hai là ai, bọn họ đều biết, nói là ông tiên cũng không quá đáng chút nào. Vương Huyền Cơ chẳng những là người của nhà họ Vương, mà còn là người cao cấp của quốc gia, còn là hội trưởng danh dự của Hiệp hội Đạo giáo quốc gia, ở giới võ cổ còn là nhân vật có thực lực là ám kình tầng 9 nổi tiếng ở thập niên 80, là một thiết khẩu thần toán tài tình có bản lĩnh, trực tiếp phụ trách trong việc suy tính vận mệnh của quốc gia. Nói về tuổi tác thì ông ấy cũng đã vượt qua tuổi 70. Từ khi nào lại có thể hành lễ trịnh trọng đối với một hậu bối như vậy? Điều này khiến cho anh chị em nhà họ Vương ngạc nhiên. Mà bản thân Dương Bách Xuyên đến lúc này không cảm giác được cái gì, giờ phút này trong lòng chỉ biết nghĩ đến, thì ra Vương Huyền Cơ là người xuất gia tín đạo. Đối với Vương Huyền Cơ mà nói, Dương Bách Xuyên vẫn rất có hảo cảm, từ trên người ông cụ này Dương Bách Xuyên cảm giác được một luồng khí tức mờ ảo rất siêu nhiên hào hiệp. Ông vừa mở miệng nói chuyện đã khiến cho người ta có cảm giác rất thân thiết. Anh vội vàng chắp tay đáp lễ nói, ông cụ khách sáo rồi ạ, vãn bối là Dương Bách Xuyên, rất vui được gặp ông tiên. Ông tiên, ha ha, đó chỉ biệt danh mà người trên giang hồ đặt cho thôi, ở trước mặt anh bạn nhỏ thì không làm được thế được, cậu không gọi tôi là thần côn là tốt rồi, ha ha ha.
Vương Huyền Cơ nói chuyện rất hài hước, không có kiêu ngạo một chút nào, đừng nhìn thấy đầy nếp nhăn trên mặt ông ta, nhưng đôi mắt lại không đục ngầu một chút nào, rất có tinh thần. Bản chất tu chân của Dương Bách Xuyên cũng là một người hào hiệp, nghe được Vương Huyền Cơ nói, cũng cảm giác được ông lão này rất thú vị, anh nhếch miệng cười nói, nếu không thì cháu gọi ngài là ông cụ. Được, chỉ là cách xưng hô thôi, không cần để ý quá nhiều. Mắt thấy Dương Bách Xuyên và ông một già một trẻ nói chuyện phiếm không ngừng, bốn anh em nhà họ Vương ở một bên vẫn đang sốt ruột về ông cụ trên giường bệnh. Thân là Vương Kiêm gia rất được ông hai yêu thích, không nhịn được cắt ngang bọn họ và nói, chú hai, có phải trước tiên nên xem bệnh tình của ba cháu hay không? À, đúng đúng đúng, cháu nhìn xem ông thật là hồ đồ, gặp được bạn nhỏ Bách Xuyên nói chuyện rất vui vẻ, ngược lại quên mất trên giường còn có bệnh nhân, nhưng mà nhóc con không cần lo lắng. Anh bạn nhỏ Bách Xuyên này là quý nhân của nhà họ Vương chúng ta, không phải là người bình thường, ông tin tưởng cậu ấy có thể tìm ra cách cứu ông cụ. Vương Huyền Cơ vỗ trán nói xong, quay đầu nghiêm túc nói với Dương Bách Xuyên, anh bạn nhỏ Bách Xuyên, bần đạo biết cậu không phải người bình thường, không biết có thể xem bệnh tình cho cháu trai của tôi không? Cháu trai trong miệng ông ấy nói đương nhiên chính là ba của Vương Mộ Sinh, ông cụ nhà họ Vương. Vương Huyền Cơ cứ gọi Dương Bách Xuyên là anh bạn nhỏ Bách Xuyên khiến cho vẻ mặt mấy người nhà họ Vương ở đây đều đen lại. Nhất là ba con Vương Mộ Sinh. Vương Mộ Sinh nghĩ tới việc Dương Bách Xuyên là con trai của chiến hữu cũ của mình, Dương Bách Xuyên gọi ông là chú, hiện tại lại được ông hai xưng là anh bạn nhỏ, chẳng phải là vai vế bị đảo lộn hay sao? Chẳng lẽ sau này bắt ông gọi Dương Bách Xuyên ngược lại một tiếng ông nội nhỏ sao? Vương Tông Nhân và ba cậu ta là Vương Mộ Sinh đều cùng chung một suy nghĩ, cậu ta và Dương Bách Xuyên ngang hàng nhau, hiện tại anh được ông cố xưng hô như thế, hình như cậu ta lại có thêm một ông cố khác. Bao gồm Vương Kiêm gia và một người anh trai khác cũng có suy nghĩ như thế, trên mặt mấy người đều là mồ hôi. Dương Bách Xuyên cũng không nghĩ nhiều như vậy, nghe được Vương Huyền Cơ mở miệng, vội vàng nói, bệnh tình của ông cụ rất là nghiêm trọng, tôi chỉ hiểu một chút y thuật. Nhưng cũng không dám cam đoan cái gì, chỉ có thể tận lực nhìn xem, ba tôi và chú Vương là chiến hữu cùng sinh vào tử, cho dù ngài không nói cháu cũng sẽ không mặc kệ. Nếu đã như vậy thì làm phiền anh bạn nhỏ rồi, Vương Huyền Cơ nói. Vương Mộ Sinh ném cho Dương Bách Xuyên một ánh mắt cảm kích. Ngược lại vẻ mặt của Vương Kiêm gia lại không tin bản lĩnh của Dương Bách Xuyên, lại nhìn ông hai, cuối cùng cô vẫn nhịn xuống. Trong suy nghĩ của cô một cậu thanh niên nhỏ này cũng chỉ lớn hơn cháu nhà mình mấy tuổi mà đòi có bản lĩnh gì, cô cũng không nghĩ ra lý do tại sao ông hai và anh ba lại tin tưởng cậu ta như thế. Tiếp đó Dương Bách Xuyên cũng không khách sáo nữa, đi đến bên giường ông cụ nhà họ Vương, vươn tay kiểm tra thân thể của ông lão. Sau khi chân khí tiến vào trong cơ thể ông lão, Dương Bách Xuyên phát hiện ra hai vấn đề. Thứ nhất, sự sống trong cơ thể của ông cụ nhà họ Vương gần như đã hao hết. Đây là hiện tượng lão hóa các bộ phận sống của người già. Thứ hai, ở phía sau xương ót của ông cụ có một mảnh sắt nhỏ bằng móng tay, đây mới là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến tính mạng của ông ta, cứ để như vậy thì miếng sắt nhỏ đó sẽ làm ảnh hưởng đến thân thể và các chức năng bình thường của ông cụ nhà họ Vương. Không nghĩ tới Dương Bách Xuyên vừa kiểm tra đã nói ra chính xác, chẩn đoán giống nhau như đúc với những giáo sư chuyên gia đỉnh cấp kia, nhưng khác nhau giữa hai bên chính là những chuyên gia giáo sư ở bệnh viện kia là thông qua sự kiểm tra của thiết bị y tế mà ra, còn Dương Bách Xuyên thì thông qua bắt mạch, điểm này không thể không nói anh thật sự rất thần thánh. Vương Mộ Sinh không nhịn được hỏi, Bách Xuyên, có nắm chắc lấy được mảnh đạn ra không? Không dám giấu giếm mọi người, cháu chỉ có 6 phần chắc chắn. Dương Bách Xuyên ngẫm lại rồi nói, thật ra anh có ít nhất 7 phần chắc chắn, chỉ là cố gắng nói ít, dù sao ông cụ nhà họ Dương cũng không phải là người tầm thường. 6 phần, Vương Kiêm gia không kìm được thốt lên. Những người khác cũng đồng loạt nhìn sang Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên ái ngại nói, chú Vương, cháu chỉ nắm chắc nhiều nhất là 7 phần thôi. 6 phần là tỷ lệ khá đảm bảo, ít nhất sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng của ông Vương. Thật sự là nhiều hơn thì cháu không nắm chắc. Dương Bách Xuyên tưởng rằng bởi vì tỷ lệ thành công khá thấp nên họ mới nhìn mình. Có điều nghĩ kỹ thì cũng đúng thôi. Mặc dù ông nội của Vương Tông Nhân không phải võ cổ giả, nhưng lại là người đức cao vọng trọng trong quân đội Trung Quốc, tình trạng sức khỏe của ông cụ không chỉ là chuyện của nhà họ Vương. Tất nhiên Dương Bách Xuyên biết ông cụ Vương,
Tuy ông cụ đã lui xuống tuyến hai từ lâu nhưng câu chuyện về ông vẫn để lại dấu ấn sâu đậm. Ông cụ Vương là một trong số ít ỏi những người thuộc thế hệ trước, gọi là bảo vật quốc gia cũng không ngoa. Cho nên tình trạng sức khỏe của ông cụ cực kỳ quan trọng, không thể qua loa lơ là. Tuy nhiên, sau đó Dương Bách Xuyên lại phát hiện thấy bất thường, bởi vì bốn anh em Vương Mộ Sinh và Vương Huyền Cơ đều nhìn mình với vẻ mặt vui mừng. Anh thầm nghĩ lẽ nào mình nghĩ sai rồi. Quả nhiên sau khi tỉnh táo lại, Vương Mộ Sinh kích động túm lấy mu bàn tay của Dương Bách Xuyên. Bách Xuyên, có thật là cháu nắm chắc 6 phần, thậm chí 7 phần không? Thưa chú Vương, cháu không dám nói chơi. Cháu nắm chắc 6 phần có thể lấy mảnh đạn ra mà không làm tổn thương tới tính mạng của ông Vương, tuy nhiên vẫn có rủi ro. Đó là sau khi lấy mảnh đạn ra, chưa chắc ông Vương sẽ tỉnh lại. Bởi vì mảnh đạn đã đè lên mạch máu và dây thần kinh quá lâu, cho dù thành công lấy nó ra, ông Vương cũng khó mà hồi phục trong thời gian ngắn. Dương Bách Xuyên ăn ngay nói thật. Vương Mộ Sinh biết đây là kết quả tốt nhất rồi. Chuyên gia mổ hộp sọ lấy đạn cũng chỉ nắm chắc nhiều nhất là 3 phần, hơn nữa không dám đảm bảo sự an toàn tính mạng. Nhưng Dương Bách Xuyên có thể nắm chắc 6 phần, mà còn không gây nguy hiểm tới tính mạng. Đúng là, kỹ thuật cao siêu. Nhất thời bốn anh em đều nhìn ông hai Vương Huyền Cơ. Bọn họ không biết rốt cuộc trình độ y thuật của Dương Bách Xuyên có thần kỳ như vậy hay không, cho nên không dám tùy tiện quyết định. Nhưng ông hai thần tiên hoàn toàn có thể làm chủ. Vương Huyền Cơ nở nụ cười. Thật ra ông không rõ y thuật của Dương Bách Xuyên, cũng không biết Dương Bách Xuyên có thể chữa khỏi cho cháu trai hay không, nhưng ông biết rõ một điều. Bản lĩnh của Vương Huyền Cơ không phải là thực lực võ cổ ám kình tầng 9, mà là thuật xem tướng đoán mệnh trong huyền học, thiết khẩu thần toán không phải hư danh. Giới võ cổ đều biết ông giỏi bói toán, chỉ có bản thân ông mới biết mình am hiểu nhất là xem tướng đoán mệnh. Trong mắt Vương Huyền Cơ, tướng mạo của Vương Huyền Cơ mơ hồ không rõ, cả đời ông hiếm khi gặp tướng mạo kiểu này. Ông chỉ từng gặp một người có tướng mạo mơ hồ vào mấy chục năm trước. Lúc đó người nọ được giới võ cổ tôn xưng là người đứng đầu dưới tiên thiên, về sau trở thành thần thoại tiên thiên. Tướng mạo của Dương Bách Xuyên cũng mơ hồ không rõ. Nhưng Vương Huyền Cơ có thể nhìn thấy mây tía lượn lờ trên đỉnh đầu anh đã ngưng tụ thành hoa, đây là người cực kỳ may mắn. Vì vậy Vương Huyền Cơ cho rằng Dương Bách Xuyên nhất định có thể chữa khỏi cho cháu trai mình. Hơn nữa, ông đã bói cho nhà họ Vương một quẻ phán có quý nhân phù trợ, gặp dữ hóa lành, chuyển nguy thành an, còn có xu thế rồng bay lên cao. Dạo trước trở về ông đã gặp Vương Tông Nhân con trai của Vương Mộ Sinh. Phát hiện cậu ta là kỳ lân nhưng lại có số mệnh ngọa long, cần phải có người dẫn dắt mới có thể gặp cơ may trở thành thánh giả. Ban đầu Vương Huyền Cơ cứ ngỡ cơ duyên dẫn dắt của Vương Tông Nhân nằm ở Hồ Thần Long, bởi vì trong Hồ Thần Long có mấy lão quái vật và một vị đức cao vọng trọng khác của nhà họ Vương. Ông định dẫn Vương Tông Nhân đến Hồ Thần Long, biết đâu cậu ta có thể may mắn thành thánh, sau này sẽ trở thành niềm kiêu hãnh của nhà họ Vương. Nhưng hôm nay sau khi gặp Dương Bách Xuyên, Vương Huyền Cơ đã bác bỏ ý nghĩ này. Cơ duyên của nhà họ Vương và Vương Tông Nhân có số mệnh kỳ lân đều nằm trên người vị quý nhân Dương Bách Xuyên này. Ông không nhìn thấu tướng mệnh của Dương Bách Xuyên, nhưng có thể nhìn thấy mây tía tụ hoa quanh người anh. Anh là người có thể thay đổi càn khôn. Vận may lớn cũng là tai họa lớn, phúc đi đôi với họa là định luật vĩnh cửu trong cuộc sống. Vương Huyền Cơ rất tin tưởng ánh mắt của mình. Ông biết bốn anh em nhà họ Vương nhìn mình là đang chờ mình đưa ra quyết định, mà quyết định này chính là càn khôn đối với nhà họ Vương. Hoặc là rồng bay lên trời, hoặc là chìm trong dòng sông lịch sử. Sự biến thiên trong đại gia tộc, sự huy hoàng của mỗi thế hệ, mỗi giai đoạn đều là thay đổi càn khôn. Vương Gia Minh nằm trong top 4 võ giả đứng đầu Yên Kinh. Các thế gia võ cổ khác ở Trung Quốc đều đặt 4 gia tộc lớn nhất Yên Kinh lên hàng đầu. Có thể nói nhà họ Vương là kim chỉ nam của giới võ cổ. Hiện giờ nhân tài của nhà họ Vương đã tàn lụi, thế hệ Vương Mộ Sinh không có một võ cổ giả nào, mặc dù có địa vị trong quân đội nhưng ở giới võ cổ lại không có gì đáng kể. Cả giới võ cổ được gọi là sứ võ cổ của nhà họ Vương đa phần là vì nể mặt Vương Huyền Cơ và một vị quyền cao chức trọng khác ở Hồ Thần Long. Vì vậy nhà họ Vương nhất định phải thay đổi, cho dù phục vụ cho quốc gia cũng phải thay đổi. Thế hệ Vương Tông Nhân chỉ có duy nhất con trai của thằng cả tiến vào Hồ Thần Long, nhưng đứa trẻ này không phải người cầm lái nhà họ Vương, Vương Huyền Cơ biết rõ điều này.
chỉ có Vương Tông Nhân mang số mệnh Kỳ Lân mới là trụ cột của nhà họ Vương trong tương lai. Lúc này Vương Huyền Cơ lựa chọn tin tưởng Dương Bách Xuyên tương đương với việc đặt bảo vật của nhà họ Vương vào tay anh. Vương Huyền Cơ biết rõ, cũng rất kiên quyết, tuy trong lòng căng thẳng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thoải mái, ông cười ha ha nói, tôi tin tưởng bạn nhỏ Bách Xuyên. Một câu nói ngắn ngủi, Vương Huyền Cơ đã quyết định để cho Dương Bách Xuyên chữa trị cho ông cụ Vương. Bốn anh em Vương Mộ Sinh cực kỳ kinh ngạc về quyết định của ông hai, nhưng không ai phản đối. Tất cả đều tin tưởng ông tiên này. Dương Bách Xuyên rất xúc động vì Vương Huyền Cơ tin tưởng mình, thầm nhủ nhất định phải cố gắng hết sức. Về bệnh tình của ông cụ Vương, anh trực tiếp đưa ra một phương án. Thưa ngài, sức khỏe của ông Vương quá kém, cháu không dám tùy tiện lấy mảnh đạn. Hôm nay cháu châm cứu cho ông ấy trước để kích thích sự sống của ông ấy trước, chờ đến 3 ngày sau điều dưỡng tốt hơn là có thể lấy mảnh đạn ra. Ngài thấy thế nào? Dứt lời Dương Bách Xuyên nhìn Vương Huyền Cơ, những gì anh nói đều là sự thật, tình trạng cơ thể và sức sống của ông cụ Vương đã suy kiệt nghiêm trọng, anh không dám tùy tiện dùng đan dược, bởi vì ông ấy không chịu nổi, chỉ có thể dùng châm M Dương ngũ hành kích thích sự tuần hoàn máu để chức năng cơ thể hồi phục chút sức sống, đến lúc đó lại phối hợp giữa châm cứu và đan dược mới có thể nắm chắc tỷ lệ thành công lớn hơn. Từ giờ trở đi mọi chuyện đều nghe theo cậu sắp xếp, chúng tôi tin tưởng cậu. Cần gì thì cậu cứ nói. Vương Huyền Cơ nghiêm túc nói. Vương Huyền Cơ đã tỏ thái độ, tất nhiên bốn anh em Vương Mộ Sinh cũng tán thành, tỏ ý ủng hộ. Không cần gì hết, chỉ cần sắc 1/3 cây nhân sâm dại trăm năm cho ông cụ uống, mỗi ngày 200ml là được. Cháu đi châm cứu điều dưỡng sức khỏe cho ông Vương trước đây. 3 ngày sau có thể lấy mảnh đạn ra. Sau khi nói xong, Dương Bách Xuyên đi vào phòng khách. Lần này ra ngoài anh đặt châm cứu trong ba lô mang đi chính là để phòng khi dùng tới. Nếu lấy châm cứu từ không gian bình càn khôn ra thì không thể giải thích được. Độc Cô Vô Tình ngồi trong phòng khách uống trà. Cô là một người trầm tính ít nói, không hỏi Dương Bách Xuyên bất cứ điều gì, nói chung cứ chờ là được. Sau khi Dương Bách Xuyên trở lại gian phòng phía sau, Vương Mộ Sinh đã tìm được nhân sâm dại trăm năm. Đối với nhà họ Vương mà nói, việc này không khó chút nào. Để người nhà họ Vương yên tâm, lần này Dương Bách Xuyên châm cứu không tránh mặt bọn họ, lập tức sử dụng châm pháp M Dương. Hiện tại ông cụ Vương cần điều dưỡng sức khỏe, kích thích sự sống là chính, không thể dùng lực quá mạnh, nhưng cũng không thể quá yếu. Vì vậy Dương Bách Xuyên lựa chọn 36 châm âm dương để củng cố sức khỏe cho ông cụ. Đầu tiên là đâm 18 châm âm ổn định khí huyết trước, sau đó lại dùng 18 châm dương kích thích sự sống. Ban đầu cần dùng châm âm để ổn định, bởi vì châm dương quá bá đạo, cơ thể của ông cụ Vương sẽ không chịu nổi. Vương Huyền Cơ và mọi người chỉ thấy Dương Bách Xuyên vươn tay lướt nhẹ trên hộp châm bạc, ngay sau đó một cây châm bạc xuất hiện trong tay anh. Hơn nữa, kim bạc còn phát ra tiếng rung ong ong. Kim bạc đâm vào người ông cụ Vương, phần đuôi rung dữ dội. Nội lực mới tinh khiết làm sao? Kỹ năng châm kim thật điêu luyện. Hai mắt Vương Huyền Cơ sáng ngời, ông không kìm được cất lời khen ngợi. Dương Bách Xuyên nghe thấy nhưng không để ý, tiếp tục tiến hành. Tròn nửa tiếng anh mới hoàn thành 18 châm âm. Tiếp theo là 18 châm dương, là châm nhanh. Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, hai tay chuyển động tạo thành bóng mờ. Mấy người Vương Mộ Sinh trở nên nghiêm túc, trong đầu chỉ có một chữ, nhanh. Chỉ thấy hai tay của Dương Bách Xuyên hóa thành bóng mờ. Chỉ có Vương Huyền Cơ nhìn rõ cách thức châm kim của Dương Bách Xuyên, biết rằng hai tay anh đâm 18 cây châm bạc chỉ trong một hơi thở. Sau khi hoàn thành 36 châm, Dương Bách Xuyên thở hắt ra, được rồi, đừng rút những cây châm này ra, chờ đến ngày mai cháu đến kiểm tra. Vương Huyền Cơ nhìn thấy Dương Bách Xuyên đâm 18 cây châm bạc lên người cháu trai mình, tức thì con ngươi co rụt lại, đồng thời thốt lên đầy kinh ngạc, đâm châm thành trận, âm dương rõ ràng, ngũ hành tương sinh. Bạn nhỏ quen biết Mai Sư Thái ở Miêu Cương sao? Mai Sư Thái, cháu không biết, đó là ai? Dương Bách Xuyên ngơ ngác hỏi Vương Huyền Cơ. Một vị y sư linh thiền yểm ở Miêu Cương. 40 năm trước bần đạo may mắn được nhìn thấy thuật châm cứu của Mai Sư Thái một lần, rất giống thuật châm cứu của cậu. Cả hai đều âm dương rõ ràng, ngũ hành tương sinh, đâm châm thành pháp trận. Hồi ấy trong giới võ cổ, Mai Sư Thái có danh xưng là Y Tiên.
dùng bản lĩnh châm cứu cứu được vô số người, thần kỳ vô cùng. Chỉ tiếc là bà ấy đã mất tung mất tích mấy chục năm. Vương Huyền Cơ cảm thán. Dương Bách Xuyên lắc đầu, thuật châm cứu của cháu có tên châm M Dương Ngũ Hành, là truyền thừa sư môn, không liên quan gì đến Mai Sư Thái. Vương Huyền Cơ gật đầu, cũng đúng. Nghe nói Mai Sư Thái chỉ có thể thực hiện 9 châm trong một hơi thở, nhưng tôi thấy cậu thực hiện những 18 châm, hơn nữa còn nhẹ nhàng như bỡn. E là cho dù Mai Sư Thái còn tại thế cũng không bằng cậu. Ngài làm cháu giảm thọ mất, y thuật rất uyên thâm, cháu cũng chỉ học được chút ít thôi. Cậu khiêm tốn quá, với thuật châm cứu này, cậu chính là y tiên thời nay. Vương Huyền Cơ khen ngợi làm Dương Bách Xuyên đỏ mặt, lúc này, Vương Kiêm Gia ở bên cạnh mừng rỡ reo lên, ông hai ơi, mạch đập của ba cháu ổn định rồi này. Cô vừa cất lời, tất cả mọi người đều nhìn vào màn hình y tế bên cạnh giường, ai nấy đều nở nụ cười. Dương Bách Xuyên thầm nói trong lòng, vui gì chứ, anh đây hao tổn lượng lớn chân khí đó, tưởng đùa à. Anh nắm rõ tình trạng sức khỏe của ông cụ Vương hơn mọi người, châm M Dương Ngũ Hành có thể kéo ông cụ Vương từ cánh cửa địa ngục trở về. Bốn anh em nhà họ Vương hết sức cảm kích Dương Bách Xuyên, trong đó Vương Mộ Sinh là người vui vẻ nhất, nét mặt tràn đầy tự hào cứ như Dương Bách Xuyên là con trai mình vậy. Ông ta cảm thấy tự hào về Dương Bách Xuyên. Sau đó mấy người ra khỏi phòng, vốn dĩ Dương Bách Xuyên muốn đi chúc thọ ông nội của Triệu Nam, nhưng người nhà họ Vương nhất quyết không chịu. Lý gia đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi, không muốn để Dương Bách Xuyên đi sớm, đâu cần vội vàng một chốc một lát. Vương Mộ Sinh lên tiếng, ăn xong chú sẽ cho xe chở cháu đi. Dương Bách Xuyên và Độc Cô Vô Tình đành phải ở lại nhà họ Vương ăn trưa rồi mới rời đi, vẫn là Vương Tông Nhân lái xe đưa hai người đến nhà họ Triệu. Trong phòng khách nhà họ Vương, sau khi Dương Bách Xuyên rời đi, Vương Huyền Cơ vừa nhìn bốn anh em nhà họ Vương vừa nghiêm túc nói, mấy đứa đã nghe thấy rồi đấy, sau này phải giữ gìn quan hệ giữa nhà họ Vương và Dương Bách Xuyên thật tốt. Nhà họ Vương có thể hưng thịnh phồn vinh hay không đều phụ thuộc vào Dương Bách Xuyên. Còn nữa, cơ duyên của tông nhân ở chỗ Dương Bách Xuyên. Ban đầu ta cứ tưởng cơ duyên của tông nhân nằm ở Hồ Thần Long. Đến hôm nay Dương Bách Xuyên xuất hiện, ta mới biết cơ duyên của nó ở chỗ Dương Bách Xuyên. Bên Hồ Thần Long thì không chắc chắn lắm, nhưng chỗ Dương Bách Xuyên thì chắc chắn là cơ duyên của tông nhi. Có Mộ Sinh ở đây. Ta tin rằng quan hệ giữa nhà họ Vương và Dương Bách Xuyên có thể duy trì tốt. Chỉ cần không trái với nguyên tắc thì các cháu hãy dốc hết sức giúp đỡ cậu ấy trong khả năng cho phép, chắc chắn là nhận lại sẽ nhiều hơn cho đi. Ta không thể nán lại Yên Kinh lâu, một thời gian nữa sẽ đi, các cháu hãy tự thu xếp ổn thỏa. Bốn anh em nhà họ Vương cực kỳ coi trọng lời nói của ông hai, ai nấy đều nhìn sang Vương Mộ Sinh, bởi vì thật ra hiện tại ông ta là người cầm lái nhà họ Vương. Vương Mộ Sinh đáp lời, cứ chân thành kết giao là được. Ông ta tin rằng con trai của chiến hữu cũ sẽ không mắc sai lầm. Hơn nữa Vương Mộ Sinh đã hứa sẽ điều tra tìm kiếm tung tích của mẹ Dương Bách Xuyên, hiện đã có manh mối, khi nào có cơ hội sẽ nói cho anh biết coi như báo đáp ân tình. Thật ra Vương Mộ Sinh cảm thấy mình nợ Dương Bách Xuyên rất nhiều. Năm xưa chiến hữu cũ Dương Quốc Trung vì tạo cơ hội cho ông ta nên mới mất tích, bây giờ Dương Bách Xuyên lại chữa trị cho ông cụ Vương. Nhà họ Vương nợ Dương Bách Xuyên ân tình lớn. Không nói đến nhà họ Vương mở cuộc họp nhỏ về chuyện kết giao với Dương Bách Xuyên, lúc này ba người Dương Bách Xuyên, Độc Cô Vô Tình và Vương Tông Nhân đã đến nhà họ Triệu. Trên đường Dương Bách Xuyên đã gọi điện thông báo cho Triệu Nam Kẻo lúc đến nơi người ta không biết mình, không được vào trong. Như vậy thì lúng túng lắm. Tất nhiên là Vương Tông Nhân biết nhà họ Triệu nằm ở một xóm cổ phía nam thành phố. Một tiếng sau ba người lái xe đến cổng nhà họ Triệu. Trước cổng có bãi đỗ xe riêng, đủ loại xe hơi đã đậu kín chỗ. Sau khi xuống xe, Dương Bách Xuyên đi thẳng tới cổng. Anh vốn định tìm bóng dáng của Triệu Nam, ai ngờ Triệu Nam còn chưa xuất hiện đã có giọng nói đầy kích động vang lên bên tai. Em rể, sốt của cậu cũng đến rồi, tôi đợi cậu suốt một ngày rồi đó. Hôm nay tôi không làm gì hết, chỉ chờ cậu tới thôi. Triệu Vũ Linh rảo bước đi từ đằng xa tới. Từ sau chuyện lần trước, tên nhãi này đã trở nên ngoan ngoãn trước mặt Dương Bách Xuyên. Có điều Dương Bách Xuyên vẫn dở khóc dở cười khi nghe thấy đối phương gọi mình là em rể. May mà ở cổng không có ai, nếu không sẽ gây xôn xao.
nhưng nói thật là Dương Bách Xuyên rất vui, không để bụng chuyện Triệu Vũ Linh chiếm hời. Triệu Vũ Linh nói xong thì nhìn thấy Vương Tông Nhân, bèn nở nụ cười nhẹ, Tông Nhân cũng đến rồi, mời vào. Hiển nhiên là hai người quen biết nhau. Sau đó anh ta nhìn Độc Cô Vô Tình bằng ánh mắt mắt sáng lấp lóe, nhưng Dương Bách Xuyên chỉ giới thiệu qua loa một câu rồi thôi. Dương Bách Xuyên hỏi anh ta, Triệu Nam đâu? Ồ, em gái tôi đang ở bên trong với ông nội. Vốn dĩ con bé muốn ra đón cậu, nhưng tôi không làm phiền nó, hi hi. Triệu Vũ Linh cười ruồi. Lúc này anh ta chỉ hận không thể nịnh nọt tâng bốc Dương Bách Xuyên một vạn lần. Mặc dù lần trước đan tinh long làm anh ta bẽ mặt, đến giờ vẫn còn bóng ma tâm lý, nhưng quả thật đan dược này đã chữa khỏi bệnh cho anh ta. Hơn nữa bây giờ anh ta còn sung mãn hơn trước gấp bội, trở nên nổi tiếng trong giới. Thật ra hôm nay anh ta vồn vã như vậy là bởi vì muốn xin Dương Bách Xuyên một viên đan dược. Triệu Vũ Linh vừa nói xong thì nghe thấy tiếng còi vang lên. Anh ta bất giác nhìn sang, tức thì mặt biến sắc vì nhận ra đây là xe của người nhà họ Diệp, chắc chắn Diệp Khai cũng tới. Anh ta sợ Diệp Khai và Dương Bách Xuyên xảy ra mâu thuẫn, bèn cười làm lành với Dương Bách Xuyên. Em rể à, để Tông Nhân dẫn hai người vào trong nhé, tên nhóc này thân với ông nội tôi lắm. Tôi nhìn thấy người quen, qua đó chào hỏi đây. Các cậu cứ coi như đây là nhà mình, tuyệt đối đừng khách sáo. Dương Bách Xuyên không nghĩ nhiều, hôm nay anh đến chúc thọ, không cần chủ nhà kè kè bên mình. Anh gật đầu rồi đi vào cùng Vương Tông Nhân. Sau khi vào sân, Dương Bách Xuyên tông thấy nơi tặng quà, có người đang ghi chép danh sách khách mời và quà tặng. Anh đi đến lấy đàn bồi nguyên đã chuẩn bị sẵn ra rồi đưa cho nhân viên ghi chép. Dương Bách Xuyên lấy ra một viên đàn bồi nguyên được đựng trong lọ sứ nhỏ. Anh nghĩ rằng đàn bồi nguyên chắc hẳn sẽ có ích với ông cụ Triệu, cũng cảm thấy đây là một món quà khá ổn. Lúc đăng ký anh nói thẳng là đan dược nhưng không giải thích thêm. Sau khi ghi chép xong, người thu quà tùy tiện đặt lọ đan dược của anh lẫn trong đống quà tặng, chỉ có điều trên lọ dán tên Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên không để bụng, đi cùng Vương Tông Nhân và Độc Cô Vô Tình vào sảnh chính. Nhà họ Triệu cũng là tứ hợp viện nhưng đã được cải tạo, rất rộng rãi. Sau khi vào sảnh chính Dương Bách Xuyên mới phát hiện ở đây đã có 50-60 người, tất cả đều là võ cổ giả. Nội lực của các võ cổ giả có mạnh có yếu, đương nhiên đa số là yếu. Dù sao ở thời đại nào cũng thế, cao thủ chỉ là số ít. Dương Bách Xuyên cảm nhận được trong những người này có võ cổ giả ám kình tầng 6 tầng 7, cũng có tầng 1 tầng 2. Bác cả của Triệu Nam là Triệu Viễn Thành đang chào hỏi mấy võ cổ giả đến trước. Trông thấy Dương Bách Xuyên, ông ta vội vàng đến tiếp đón, cười ha ha bảo, cháu trai à, tôi còn tưởng cháu không đến chứ, hoan nghênh hoan nghênh. Tức thì tất cả mọi người trong đại sảnh đều bị Triệu Viễn Thành thu hút sự chú ý. Khi Triệu Viễn Thành chủ động đi đến chào hỏi một chàng trai, ai cũng thấy ông ta rất niềm nở với chàng trai nọ, thậm chí người tinh tế còn phát hiện ra ánh mắt Triệu Viễn Thành ẩn giấu vẻ kính sợ. Ai nấy đều suy đoán Dương Bách Xuyên là con cái nhà ai, trông rất lạ mặt. Dương Bách Xuyên chắp tay chào Triệu Viễn Thành mang tính tượng trưng, chưa gì đã bị Triệu Viễn Thành cấp tốc cầm tay nói, xin giới thiệu với các vị đây là Dương Bách Xuyên, cũng là khách quý của nhà họ Triệu chúng tôi. Triệu Viễn Thành còn chưa nói xong. Cửa đại sảnh vang lên một giọng nói già nua lạnh lùng, hừ, chỉ là một thằng nhà quê xuất thân nơi chó ăn đá gà ăn sỏi mà thôi, đâu xứng là khách quý của thế gia võ cổ. Viễn Thành, cháu đang đùa đấy à? Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn, người vừa lên tiếng là một ông già mặc trang phục thời đường, đầu tóc bạc phơ, xem chừng hơn 80 tuổi, mặt sưng mày xỉa đi đến. 5-6 người theo sau lão ta, trong đó có một người Dương Bách Xuyên quen biết. Chính là cái tên Diệp Khai trước đây từng tự nhận có hôn ước với Triệu Nam. Thằng nhà quê mà thôi, người nhà họ Diệp phải không? Dương Bách Xuyên thầm cười khẩy trong lòng, nheo mắt nhìn thẳng vào mắt ông già nọ. Ánh mắt của ông già này sắc như dao, khí huyết mạnh mẽ như Vương Huyền Cơ, nhưng không mạnh bằng Vương Huyền Cơ. Có lẽ ông ta là người nhà họ Diệp, hay nói chính xác hơn là ông cụ Diệp ám kình tầng 9. Điều khiến Dương Bách Xuyên tức giận là ông ta vừa xuất hiện đã nã pháo vào mình, giọng điệu tràn đầy khinh thường, tựa như thế gia võ cổ giả là hoàng tộc, còn mình chỉ là dân đen thấp hèn. Hai người nhìn nhau, Dương Bách Xuyên không hề sợ hãi. Tuy đối phương là ám kình tầng 9, song cũng chỉ là võ cổ giả mà thôi.
Ông ta coi Dương Bách Xuyên là dân đen thấp hèn, mà trong mắt Dương Bách Xuyên, võ cổ giả cũng có khác gì dân đen thấp hèn đâu. Võ cổ giả chẳng là cái thá gì trong mắt người tu chân, cho dù là người tu chân có tu vi tầng thấp nhất cũng cao hơn võ cổ giả một bậc. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt ông già nó sắc như dao, ánh mắt Dương Bách Xuyên bình thản nhưng sâu như vực thẳm. Mặc cho trong mắt đối phương là mưa rền gió dữ, Dương Bách Xuyên vẫn bất động như núi, đôi con ngươi như hố đen chết chóc im hơi lặng tiếng nuốt chửng ánh mắt sắc bén của đối phương. Điều này khiến ông già kia biến sắc, bất giác thua trận. Triệu Viễn Thành ở bên cạnh nhăn mặt nói, cháu trai à, vị này là chủ nhà họ Diệp Diệp Tái Thiên. Trong mấy người đằng sau ông ta có hai người ngang hàng với cháu, ba người còn lại là cháu trai của Diệp Tái Thiên. Có lẽ hôm nay bọn họ sẽ nhằm vào cháu đấy, cháu phải cẩn thận. Có điều cháu yên tâm đi, tôi sẽ đứng về phía cháu. Giọng điệu của Triệu Viễn Thành rất kiên định. Nhưng Dương Bách Xuyên nhìn ra ông ta rất e ngại Diệp Tái Thiên. Nghe ông ta nói vậy, anh cũng chỉ nhếch môi mỉm cười nói cảm ơn. Nếu như hôm nay người nhà họ Diệp lại khiêu khích anh sẽ không nhường nhịn, cứ tính cả thù mới lẫn nợ cũ luôn một thể. Hồi trước anh bị sát thủ của Sương Hoa là Trần Bách Thiên em trai của Trần Bách Vạn và nữ sát thủ Vương Nghệ Lâm ám sát lần đầu tiên, kẻ âm thầm thuê Sương Hoa chính là người nhà họ Diệp. Có thể nói kể từ lúc đó, Dương Bách Xuyên đã cho nhà họ Diệp vào sổ đen. Nếu không phải tu vi của anh chưa chắc thắng được võ cổ giả tầng 9, thì anh sẽ trở mặt với bọn họ ngay hôm nay. Và lại hôm nay là đại thọ của ông cụ Triệu, anh phải nể mặt Triệu Nam, cho nên chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhưng nếu lão già chết tiệt nhà họ Diệp có mắt không tròng, hôm nay Dương Bách Xuyên sẽ bất chấp tất cả mà đấu với ông ta. Triệu Viễn Thành ở bên cạnh nhìn gương mặt vô cảm của Dương Bách Xuyên, nhỏ giọng thì thầm, cháu trai đừng manh động, Diệp Tái Thiên là ám kình tầng 9 đỉnh phong giai đoạn đầu, sắp đột phá nội lực giai đoạn giữa rồi, đấu với ông ta không dễ đâu. Cháu yên tâm, hôm nay là đại thọ của ông cụ nhà tôi, ông ta không dám ngang ngược đâu. Triệu Viễn Thành nói xong mới cảm thấy mấy câu này có vẻ hạ thấp Dương Bách Xuyên, vì vậy cuống quýt bổ sung, đương nhiên là tôi biết tu vi của cháu thừa sức đối phó với Diệp Tái Thiên. Ý tôi là hôm nay không thích hợp ra tay, dù sao cũng là đại thọ của ông cụ nhà tôi mà, khụ khụ. Dương Bách Xuyên phớt lờ vế sau của Triệu Viễn Thành, anh hỏi, ám kình còn chia thành giai đoạn nhỏ sao? Tất nhiên, mỗi tầng có 3 giai đoạn nhỏ, không thì làm sao phân biệt mạnh yếu. Ông cụ nhà tôi cũng là ám kình tầng 9 đỉnh phong giai đoạn đầu giống Diệp Tái Thiên. Triệu Viễn Thành giải thích. Dương Bách Xuyên gật đầu tỏ ý đã hiểu. Trên thực tế thời gian hai người thì thầm trò chuyện rất ngắn. Lúc này Diệp Tái Thiên híp mắt đi thẳng tới chỗ Dương Bách Xuyên làm Triệu Viễn Thành hơi căng thẳng. Nhưng lần trước Triệu Viễn Thành đã khuất phục trước uy áp linh thức của Dương Bách Xuyên, nhất quyết cho rằng Dương Bách Xuyên rất có thể là thần thoại tiên thiên. Vì vậy ông ta thoáng cân nhắc rồi chắn trước mặt Dương Bách Xuyên nhằm bày tỏ thái độ trung thành. Thật ra Triệu Viễn Thành không biết uy áp linh thức mà Dương Bách Xuyên sử dụng lần trước là mượn thần thức của sư phụ Vân Thiên Tà. Lần ấy ông ta vô cùng sợ hãi, trong lòng đã nhận định Dương Bách Xuyên là thần thoại tiên thiên giả heo ăn thịt hổ. Nhưng hôm nay là đại thọ của ông cụ, nếu đánh nhau thì nhà họ Triệu sẽ mất mặt, vì vậy ông ta vẫn dè dặt khuyên nhủ Dương Bách Xuyên đừng ra tay. Triệu Viễn Thành giống con trai mình Triệu Vũ Linh, đều muốn xin đan tinh long của Dương Bách Xuyên. Tuy đan dược này không thể tăng nội lực, nhưng sau khi uống ông ta như trẻ lại, thật sự là Triệu Viễn Thành hưng phấn rất lâu. Lần trước Dương Bách Xuyên tặng chú ba Triệu Viễn Hiền đan tôi thể, lúc về chú ba đã đột phá ám kình tầng 6 giống mình, khiến Triệu Viễn Thành rất hâm mộ đối phương. Do đó, Triệu Viễn Thành quyết định lần này nhất định phải nịnh nọt Dương Bách Xuyên, nói không chừng anh sẽ tặng một viên đan tôi thể. Hiện tại Triệu Viễn Thành chắn trước Dương Bách Xuyên là vì mục đích này, ông ta vẫn tin chắc rằng Dương Bách Xuyên là thần thoại tiên thiên. Nào biết lần trước Dương Bách Xuyên chỉ mượn thần thức của sư phụ dọa ông ta mà thôi. Nhưng Dương Bách Xuyên không biết suy nghĩ trong lòng Triệu Viễn Thành. Thấy Triệu Viễn Thành chắn trước mặt mình, anh có thiện cảm với đối phương hơn nhiều. Đúng lúc này, phía sau vang lên một giọng nói già nua vang dội, hôm nay anh Tái Thiên đến tham dự tiệc mừng thọ của tôi. Tôi vui lắm. Mau ngồi xuống, Viễn Thành còn ngây ra đó làm gì, mời chú Triệu của con ngồi đi. Đúng là thằng nhóc không hiểu chuyện. Trong lúc cục diện rơi vào bế tắc,
Dương Bách Xuyên trông thấy một ông cụ khoảng 80 tuổi trông còn lớn tuổi hơn Diệp Tái Thiên được Triệu Nam dìu tới. Không cần hỏi Dương Bách Xuyên cũng biết đây nhất định là ông cụ Triệu Triệu Trường Sinh. Diệp Tái Thiên nghe thấy Triệu Trường Thiên nhắc đến đại thọ của ông, lòng thầm mắng cáo già. Thật ra hôm nay ông ta tới đây là để ra mặt cho Diệp Khai. Trước đó ông ta đã nghe nói con nhóc Triệu Nam nhà họ Triệu đã có người yêu, chính là thằng nhà quê Dương Bách Xuyên này. Vốn dĩ hôm nay ông ta đến đây để tìm Triệu Trường Sinh yêu cầu giải thích, nhưng không ngờ vừa vào cổng cháu trai Diệp Khai đã nói Dương Bách Xuyên cũng có mặt, vì vậy ông ta muốn áp đảo Dương Bách Xuyên trước mặt mọi người. Ai dè lúc hai người đối mặt, ông ta phát hiện ra ánh mắt thằng danh này sâu thăm thẳm, không giống võ cổ giả ám kình tầng 5. Ánh mắt đối phương sâu như cái động không đáy, khiến ông ta bất giác rời mắt đi. Sau khi tỉnh táo lại, ông ta tự hỏi tại sao mình lại bại bởi ánh mắt của một thằng nhóc phát mũi chưa sạch chứ. Diệp Tái Thiên lập tức nổi giận, định bước tới cho Dương Bách Xuyên đẹp mặt, nhưng không ngờ Triệu Trường Sinh lại ra ngoài. Hôm nay con cáo giả Triệu Trường Sinh là người được chúc thọ, là bên chiếm lý. Được thôi, chờ lát nữa lễ mừng thọ kết thúc, ông ta lại tìm Triệu Trường Sinh đòi lời giải thích vậy. Trong lòng nghĩ như vậy, song ngoài mặt Diệp Tái Thiên vẫn cười ha ha, chúc mừng anh Trường Sinh. Mời anh Tái Thiên ngồi, Triệu Trường Sinh và Diệp Tái Thiên ngồi xuống, sau đó lơ đãng nhìn lướt qua Dương Bách Xuyên, gật đầu tỏ ý chào hỏi. Thật sự là Dương Bách Xuyên không hiểu ánh mắt của ông cụ Triệu, không biết đối phương có hài lòng về mình hay không. Lúc này anh thấy Triệu Nam nhìn mình bằng ánh mắt chất chứa lo lắng, tựa như đang muốn hỏi hôm nay phải làm thế nào. Rõ ràng là người nhà họ Diệp đến gây chuyện, Triệu Nam rất lo lắng vì ông nội kiên quyết gả cô ấy vào nhà họ Diệp, mấy hôm nay cô ấy đã tìm ông cụ thuyết phục nhiều lần, nhưng bất kể cô cầu xin thế nào ông cụ cũng không đồng ý, cũng không nói gì. Dương Bách Xuyên đánh mắt ra hiệu cho Triệu Nam cứ yên tâm, sau đó ngồi xuống theo sự sắp xếp của Triệu Viễn Thành. Lúc này lại có một nhóm khách tới, Triệu Viễn Thành đứng dậy đi tiếp đón. Vương Tông Nhân giới thiệu đó là người nhà họ Nhiếp, người đi đầu là ông cụ Nhiếp. Tiếp đó là nhà họ Mã ở Tây Bắc, nhà họ Mạc ở Vân Quý. Hôm nay hầu hết các thế gia khắp Trung Quốc đều có mặt. Đúng lúc này, ba của Triệu Nam là Triệu Viễn Hiền vắng mặt nãy giờ bỗng rảo bước đi vào đại sảnh, tới thẳng chỗ Triệu Trường Sinh rồi báo cáo, thưa ba, đạo trưởng Phương và ông tiên nhà họ Vương cùng tới, sắp đến cửa rồi ạ. Gì cơ, Vương tiền bối đến ư, đi nào, ra ngoài đón tiếp. Triệu Trường Sinh đứng dậy, đích thân đi đón tiếp. Diệp Tái Thiên và ông cụ Nhiếp ở bên cạnh hỏi Triệu Viễn Hiền, là tiền bối Vương Huyền Cơ sao? Đúng là ngài ấy ạ. Vậy thì chúng ta cùng đi đón tiếp. Nên thế. Sau đó, một nhóm người đi cùng Triệu Trường Sinh ra cổng đón tiếp Vương Huyền Cơ và đạo trưởng Phương. Hai người này đều nhân vật nổi tiếng giới võ cổ. Vương Huyền Cơ có danh xưng thiết khẩu thần toán, mà đạo trưởng Phương của Bạch Vân Quan là một trong số luyện đan sư ít ỏi giới võ cổ. Đương nhiên ông ta chỉ luyện chế một số loại đan dược nho nhỏ, nhưng cũng nhận được sự tôn kính của giới võ cổ. Trong hai người, Vương Huyền Cơ đã trên 100 tuổi, đạo trưởng Phương cũng 80-90 tuổi, xét về tuổi tác thì bọn họ đều là tiền bối. Người thuộc các thế gia có mặt tại đây không dám sơ suất. Dương Bách Xuyên liếc nhìn Vương Tông Nhân và Độc Cô Vô Tình, mỉm cười bảo, chúng ta cũng đi góp vui nào, kẻo người khác lại bảo chúng ta không hiểu chuyện. Sau đó ba người cũng đi theo mọi người ra ngoài. Thoáng cái cả đại sảnh đã trống không. Lúc đi tới cổng, Dương Bách Xuyên nghe thấy tiếng cười sang sảng của Vương Huyền Cơ, Trường Sinh à, lão phu không mời mà tới, đừng trách nhé. Tiền bối Vương nói đùa, ngài đến tôi cũng không đủ tư cách mời được, thực ra mấy ngày này tôi đang muốn đi thăm ngài. Ha ha, vì một tiểu bối nhà họ Triệu nên hôm nay Huyền Cơ huynh mới đến, tôi cũng bị huynh ấy kéo đến đây. Khắp Yến Kinh ai không biết Phương huynh và Trường Sinh thân thiết hơn chứ, nên tôi phải bắt huynh theo cùng rồi ha ha ha. Mọi người sôi nổi nói chuyện tán gẫu với nhau, ba người Dương Bách Xuyên lại rất điệu thấp tránh ở mặt sau của đám người. Lúc này đạo trưởng Phương lấy ra một cái hồ lô nhỏ từ trong áo choàng rộng của mình, nói với Triệu Trường Sinh, hôm nay là đại thọ của Trường Sinh huynh, đúng lúc bần đạo luyện chế được 3 viên đan lưu thông máu, coi như là quà mừng đại thọ. Sắc mặt của Triệu Trường Sinh vô cùng vui mừng, vội vàng nhận lấy hồ lô nhỏ, nói cảm ơn quà của đạo trưởng Phương, vậy tôi phải mặt dày nhận lấy.
đây chính là món quà mừng thọ tốt nhất mà tôi thu được trong hôm nay. Đạo trưởng Phương cười ha ha, nói Trường Sinh huynh nói gì hồ đồ vậy, có Thiết Khẩu Thần Toán ở đây, ai dám nói quà mừng thọ hôm nay là một món quà hào phóng. Ha ha ha, hôm nay huynh phải nắm chắc cơ hội tốt, khả năng cao tiền bối Huyền Cơ sẽ bói một quẻ cho nhà họ Triệu, vượt qua đan lưu thông máu của tôi gấp trăm lần. Sắc mặt của Triệu Trường Sinh đỏ bừng lên, nhìn về phía Vương Huyền Cơ, ông ta biết đạo trưởng Phương không nói sai, có thể có được một quẻ của Thiết Khẩu Thần Toán đã vượt qua rất nhiều quà mừng thọ. Đừng quá sốt ruột, chờ nghi lễ đại thọ kết thúc, hôm nay bần đạo sẽ bói một quẻ cho Trường Sinh. Vương Huyền Cơ cười ha ha, nói. Một câu này của Vương Huyền Cơ không khác gì một lời hứa, làm cho Triệu Trường Sinh suýt chút nữa ngất xỉu vì quá vui. Lúc này có quà mừng thọ của đạo trưởng Phương mở đầu, mấy đại thế gia sôi nổi đưa quà mừng lên. Các thế gia tặng quà chắc chắn sẽ không giống người bình thường đem quà đặt ở chỗ đăng ký. Mọi người đều sĩ diện, vì muốn có mặt mũi trước mặt nhà họ Triệu và các võ cổ đồng đạo, ít nhất phải cho chủ nhân cảm thấy quà mừng trong tay có giá trị. Nhà họ Nhiếp đưa lên một gốc nhân sâm có niên đại 300 năm khiến giới mổ điệu không ngừng thở dài. Trên địa cầu ngày nay, có được một cây sâm 300 năm tuổi không thường thấy. Bên chỗ người nhà họ Diệp, Diệp Tái Thiên nhìn cháu trai Diệp Khai, ý bảo Diệp Khai đi lên tặng quà mừng. Diệp Khai thấy được chỉ thị của ông nội, bước lên một bước nói, Triệu gia gia, chúc ngài phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn. Đây là một viên tinh thạch bẩm sinh với số lượng không nhiều của nhà họ Diệp, hy vọng nó có thể trợ giúp được cho Triệu gia gia. Diệp Khai bình tĩnh nói, nhưng ai cũng có thể thấy được sự đắc ý trên mặt anh ta, chậm rãi mở hộp gỗ nhỏ trong tay ra, ngay lập tức bên trong lộ ra một hòn đá hình thoi nhỏ như hạch đào, tỏa ra một vầng sáng nhạt ngay cả ở ban ngày. Chờ Diệp Khai mở ra, Triệu Trường Sinh động lòng, tinh thạch bẩm sinh, đây chính là chân bảo cực kỳ hiếm có ở trong giới võ cổ. Không ngờ lại là tinh thạch bẩm sinh, giữa sân có người kinh ngạc hô lên. Nhà họ Diệp cũng quá xa hoa. Ngay sau đó có một võ cổ giả than thở. Đây là bỏ cả vốn gốc. Chả vậy, trước kia tôi chỉ nghe nói qua tinh thạch bẩm sinh, chưa bao giờ gặp, qua, thì ra có hình dạng như vậy. Người anh em, tinh thạch bẩm sinh là thứ gì, tại sao mọi người đều có bộ dạng kinh ngạc cảm thán? Ngay cả tinh thạch bẩm sinh cũng không biết. Khụ khụ, tôi thật sự chưa nghe nói qua, làm ơn hãy chỉ dạy cho tôi. Đối với võ cổ giả tinh thạch bẩm sinh này chính là bảo bối, mọi người trong giới võ cổ đều coi đan dược là vật phẩm cần thiết tăng lên nội lực, nhưng trong giới võ cổ, số người có thể luyện chế được đan dược không có nhiều, thậm chí còn không có phương pháp luyện đan. Còn tinh thạch bẩm sinh chính là một thiên tài địa bảo có thể tăng lên nội lực, nghe đồn tinh thạch bẩm sinh chính là chân bảo được trời đất dựng dục tạo thành. Bên trong có lực lượng mạnh mẽ, khi tu luyện tâm pháp chỉ cần hấp thu vào cơ thể thì có thể tăng lên nội lực. Chỉ tiếc loại thiên tài địa bảo này cực kỳ hiếm có, rất khó có được. Hơn nữa tinh thạch bẩm sinh mang danh bẩm sinh bởi vì có lời đồn, có được tinh thạch bẩm sinh, cao thủ ám kình 9 tầng sẽ có cơ hội bước vào thành tựu bẩm sinh, cường giả thần thoại. Vì vậy nhà họ Diệp gần như bỏ vốn gốc tất nhiên tiền đề là phải có đủ tinh thạch bẩm sinh. Thật ra không chỉ có cậu chưa nghe nói qua, tôi cũng chỉ nghe được từ trong miệng của lão tổ nhà tôi. Chấm, chấm, chấm. Không nói đến đám người nghị luận ở đây, Dương Bách Xuyên trốn sau đám người nhìn tinh thạch bẩm sinh trong tay Diệp Khai, cả người chấn động. Trong mắt hắn đây đâu phải là tinh thạch bẩm sinh, rõ ràng là một viên linh thạch hạ phẩm. Dương Bách Xuyên không đỏ mắt thèm thuồng một viên linh thạch hạ phẩm, bởi vì trong không gian hồ càn khôn của anh có hai viên linh thạch trung phẩm tịch thu được từ trong tay chị em họ Lục, cao cấp hơn cả viên hạ phẩm trong tay Diệp Khai. Trong lòng Dương Bách Xuyên vô cùng vui vẻ. Nếu trong tay nhà họ Diệp có linh thạch, chứng tỏ hiện tại trên địa cầu có sự tồn tại của linh thạch. Đối với anh điều này là một tin tức rất tốt, trong tay anh có tiền, có Lưu Thích Kỳ xử lý công ty Vân Kỳ, không ngừng kiếm tiền. Còn có cả nhân viên Vân Môn mới thành lập, cho dù là tài lực hay nhân lực đều có, chỉ cần linh thạch tồn tại trên địa cầu, anh sẽ tiêu tiền bỏ sức lực đi tìm, đi mua sắm. Sư phụ Vân Thiên Tà từng nói qua, linh thạch là vật phẩm cần thiết trong tu luyện. Luyện khí bảy trận của người thu chân, quá nhiều việc cần sử dụng. Bây giờ nghe các võ cổ giả nghị luận giữa sân, giống như trong mắt bọn họ tinh thạch bẩm sinh chính là thiên tài địa bảo có thể tăng lên nội lực.
linh thạch được bọn họ sử dụng sẽ không được phát huy hết tác dụng của nó, chỉ có ở trong tay của người tu chân mới phát huy hết tác dụng. Mấy ngày trước còn đang cân nhắc đi tìm hiểu trên địa cầu có linh thạch hay không, hôm nay lại tận mắt nhìn thấy, không thể không nói đây là một chuyện tốt. Lúc này lại nghe thấy Triệu Trường Sinh nói với Diệp Tái Thiên, phần đại lễ này của Tái Thiên huynh quá quý trọng, làm sao tôi có thể nhận lấy. Ha ha, Trường Sinh huynh đừng lo lắng quá nhiều, năm đó hai ta từng nói hiệp nghị bằng miệng, để Triệu Nam nhà huynh và Diệp Khai nhà tôi kết thành một đôi. Hơn nữa đều là người một nhà, mặc dù tinh thạch bẩm sinh chân quý, nhưng nhà họ Diệp chúng ta vẫn có thể lấy ra được. Đúng lúc hôm nay là ngày đại thọ của Trường Sinh huynh, viên tinh thạch bẩm sinh này cũng coi như là một phần sính lễ. Chúng ta làm trò trước mặt các vị đồng đạo, làm tiền bối Vương và đạo trưởng Phương chứng kiến, chứng thực hiệp nghị bằng miệng năm đó, quyết định hôn ước giữa Diệp Khai nhà tôi và Triệu Nam nhà huynh, được không? Diệp Tái Thiên rất cưng chiều cháu trai Diệp Khai, hôm nay nhà họ Triệu đến với mục đích chính là cầu hôn, đi chứng thực hôn ước, lúc nói chuyện còn cố ý vô tình liếc nhìn Dương Bách Xuyên đứng sau đám người. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên cực kỳ tức giận, đang định đi lên, nhưng vừa ngẩng đầu lại phát hiện ánh mắt cười như không cười của Vương Huyền Cơ, đưa cho anh một ánh mắt mờ mịt, ý bảo đừng gấp. Ánh mắt này của Vương Huyền Cơ làm cho Dương Bách Xuyên sửng sốt, dừng bước chân lại, không biết ông đang tính toán gì trong đầu, anh cứ quan sát trước rồi tính. Thật ra mấy ngày nay Triệu Trường Sinh đã trải qua sự khẩn cầu của Triệu Nam và hai đứa con trai thường nhắc đến Dương Bách Xuyên bên tai, thậm chí cả chuyện Dương Bách Xuyên tặng cho Triệu Viễn Hiền một viên đan tôi thể. Sau khi nghe xong, trong lòng đã buông lỏng, muốn hủy diệt ước hẹn bằng miệng với nhà họ Diệp. Nhưng hôm nay Diệp Tại Thiên lại lấy ra một viên tinh thạch bẩm sinh, thật sự làm cho ông rất động tâm. Năm nay là đại thọ 88 tuổi, tu vi nội công dừng ở ám kình tầng 9 giai đoạn cuối sau 20 năm, không tiến thêm được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thêm mấy năm nữa sẽ thành nạn lớn. Vì vậy Triệu Trường Sinh rất coi trọng viên tinh thạch bẩm sinh này của nhà họ Diệp. Bắt đầu suy nghĩ có nên đồng ý với Diệp Tại Thiên hay không, mặc dù hai đứa con trai đều khen Dương Bách Xuyên, trong tay Dương Bách Xuyên lại có đan dược, thậm chí có thể là truyền nhân của một tông môn cổ xưa nào đó. Nhưng tất cả chỉ là suy đoán, cho dù trong tay của Dương Bách Xuyên có đan tôi thể cũng không thể giúp ông đột phá bình cảnh. Tinh thạch bẩm sinh lại khác, bên trong có lực lượng thuần tịnh. Cho dù là nhân vật thần thoại bẩm sinh cũng yêu cầu tinh thạch bẩm sinh. Nghĩ đến đây Triệu Trường Sinh liền đưa ra quyết định, đồng ý Diệp Tại Thiên, đem Triệu Nam đính hôn cho Diệp Khai. Nhưng bây giờ còn chưa thể nói, chờ sau khi nghi lễ đại thọ kết thúc, lúc đó tuyên bố cũng chưa muộn. Dù sao cũng là cáo già sống mấy chục tuổi, Triệu Trường Sinh duỗi tay tiếp nhận tinh thạch bẩm sinh, gật đầu nói cảm ơn với Diệp Tại Thiên, cười nói, mời mọi người vào đại sảnh ngồi xuống rồi nói. Không thể cứ đứng mãi trong viện được. Nói xong mời Vương Huyền Cơ và đạo trưởng Phương đi trước. Mời. Vương Huyền Cơ dẫn mấy người Triệu Trường Sinh đi về phía đại sảnh. Nhưng chưa đi được mấy bước, đạo trưởng Phương lại dừng chân lại, khóe miệng hơi nhấp, dùng mũi ngửi, đưa ánh mắt về phía đống quà ở cửa đại sảnh, nói, chờ đã. Triệu Trường Sinh và tất cả mọi người sửng sốt. Đạo trưởng Phương, có chuyện gì vậy? Triệu Trường Sinh hỏi, có phải hôm nay trong phủ của Trường Sinh huynh có một vị đại sư luyện đan đến hay không? Tôi ngửi được mùi hương của đan dược cao đẳng, hai mắt của đạo trưởng Phương sáng rực, nói, cả đời ông say mê luyện đan, chỉ tiếc chỉ có thể luyện chế một vài đan dược nhỏ, nói trắng ra chưa tính là đan dược, chỉ có thể coi như đan giả. Ông biết đan dược chân chính, chỉ mùi hương thôi cũng bay xa ba dặm. Khi đan dược bại lộ trong không khí, từ xoang mũi ông đã ngửi được một mùi hương kỳ dị của đan được từ trong đống quà tặng của nhà họ Triệu, ông dám khẳng định đó chính là đan dược chân chính. Mặc dù đạo trưởng Phương không luyện chế được đan dược chân chính, nhưng lúc thanh niên đã từng có được một phần cơ duyên. Ông từng tiếp xúc trực tiếp với đan dược chân chính, chỉ tiếc chỉ có những tông môn cổ xưa mới có thể luyện chế ra được đan dược chân chính, nhưng tất cả đều đã vào núi tránh ánh mắt thế tục. Đạo trưởng Phương hỏi một câu có phải có một vị đại sư luyện đan đến phủ hay không làm cho tất cả mọi người ở đây chấn động. Trong giới võ cổ ai không biết đạo trưởng Phương là luyện đan sư. Đan dược ông ta luyện chế thường xuyên bị tranh nhau cướp đoạt, nếu muốn có được đan dược của đạo trưởng Phương, vậy phải cần đến cơ duyên. Bây giờ sắc mặt của đạo trưởng Phương lại nghẹn đỏ bừng, hỏi Triệu Trường Sinh có mời đại sư luyện đan đến hay không.
xem sắc mặt của đạo trưởng Phương là biết, luyện đan sư này chắc chắn lợi hại hơn ông ta. Triệu Trường Sinh cũng mơ hồ, trong phủ của ông làm gì có đại sư luyện đan nào. Nếu có cũng chỉ có đạo trưởng Phương. Nhưng bây giờ đạo trưởng Phương lại nói đến người khác. Triệu Trường Sinh mang theo nghi hoặc nhìn về phía đạo trưởng Phương, hỏi, lời này của đạo trưởng Phương có ý gì? Hôm nay khách khứa đến phủ của tôi chỉ có mình huynh là luyện đan sư. Trường Sinh huynh, bần đạo có thể nhìn qua mừng thọ của huynh hay không? Hai mắt của đạo trưởng Phương tỏa sáng chỉ vào một phần lễ vật hỏi Triệu Trường Sinh. Nếu đổi thành người khác muốn xem qua mừng thọ, chắc chắn Triệu Trường Sinh sẽ trở mặt, nhưng đạo trưởng Phương là ngoại lệ. Ông và đạo trưởng Phương có mối quan hệ rất tốt trong suốt mấy chục năm nay nên không thành vấn đề. Đạo trưởng Phương xem tự nhiên. Thật ra Triệu Trường Sinh cũng muốn nhìn xem đạo trưởng Phương có thể tìm ra được đan dược gì đó từ đống quả mừng thọ hay không. Nhìn bộ dáng của ông ta, hình như trong đống quả mừng thọ có đan dược tốt. Điều này làm cho Triệu Trường Sinh vô cùng khó hiểu, nói trắng ra đống quả mừng thọ này là một vài gia tộc nhỏ dùng để nịnh bợ nhà họ Triệu, hoặc một vài người không thuộc gia tộc võ cổ giả đưa tặng. So với các món quà của thế gia võ cổ đưa đến, đống lễ vật này chỉ là vật phàm. Chỉ cần là quà tặng của nhân vật thế gia có uy tín danh dự đều là đưa đến trước mắt mình, sẽ không tùy tiện đặt trong nơi đăng ký đặt quà mừng thọ bình thường ở đại viện như vậy. Không lẽ trong đống quà mừng thọ này, hoặc nói cách khác là trong những người đến hôm nay thực sự có đại sư luyện đan, hoặc là có đan dược cao cấp. Giờ phút này không chỉ có Triệu Trường Sinh, ánh mắt của mọi người đều đặt lên trên người của đạo trưởng Phương. Được sự cho phép của Triệu Trường Sinh, đạo trưởng Phương gật đầu. Gấp không chờ nổi đi đến trước đống quà mừng thọ. Sau đó dùng mũi người lật từng món quà mừng thọ. Ánh mắt của mọi người cũng bị hành động của đạo trưởng Phương hấp dẫn, di chuyển theo từng động tác tay của ông ta. Quà mừng thọ có chút nhiều, mặc dù khứu giác của đạo trưởng Phương nhạy bén, nhưng bởi vì trong lòng quá kích động, lật hơn nửa đống quà vẫn chưa tìm ra được, chóp mũi đã lấm tấm mồ hôi. Lúc này Vương Huyền Cơ đi lên một bước, nói, đạo trưởng Phương huynh. Mặc dù bần đạo không biết huynh tìm cái gì, nhưng kiến nghị huynh tìm từ góc đông bắc xem, bần đạo cảm nhận được một loại năng lượng đang dao động. Đạo trưởng Phương sửng sốt, ngay sau đó vội vàng nói, cảm ơn Huyền Cơ huynh chỉ điểm. Lúc này ông rất khẩn trương, nếu hôm nay tìm được một viên đan dược chân chính, tức là hôm nay trong sân này tồn tại một vị luyện đan sư chân chính, dù không phải thì người này cũng có quan hệ rất sâu với luyện đan sư. Đối với người cả đời si mê luyện đan như đạo trưởng Phương, đây chính là chuyện vui. Trải qua sự chỉ điểm của Vương Huyền Cơ, đạo trưởng Phương tin tưởng không chút nghi ngờ đặt ánh mắt tìm kiếm từ phía đông bắc. Ông ta biết Vương Huyền Cơ đã đạt đến ám kình 9 tầng đoạn đỉnh, chỉ thiếu một bước sẽ trở thành nhân vật giống như thần thoại bẩm sinh, chắc chắn cảm giác của ông ấy sẽ không sai. Vài phút sau, đạo trưởng rời từng món quà mừng thọ. Ánh mắt đặt lên trên một bình sứ nhỏ bằng nắm tay trẻ con ở trong góc, cả người run rẩy. Vươn tay kích động cầm bình sứ nhỏ bị vứt bỏ bừa bãi trong đống quà mừng thọ lên, cầm trong tay. Chính là cái này, chính là cái này. Sắc mặt của đạo trưởng Phương đỏ bừng. Cầm bình sứ nhỏ trong tay, mùi hương kia càng thêm nồng đậm, một tác phẩm làm cho tinh thần sảng khoái. Rất nhiều người nghi hoặc nhìn bình sứ nhỏ trong tay của đạo trưởng Phương. Nhìn qua chỉ là một bình sứ làm từ tài liệu bình thường, giống như lấy ra từ trong đống hàng sản xuất hàng loạt, loại đồ sứ này rất thường thấy. Bình sứ bình thường, vậy chân quý chỉ có thể là đan dược trong bình sứ. Cũng không biết là đan dược gì sẽ làm một luyện đan sư như đạo trưởng Phương kích động như vậy. Hứng thú của mọi người dâng lên cao nhất. Giữa sân chỉ có hai người bình tĩnh, chính là Dương Bách Xuyên và Độc Cô Vô Tình. Bình sứ trong tay của đạo trưởng Phương chính là quà mừng thọ của Dương Bách Xuyên, Độc Cô Vô Tình cũng biết tứ trong bình sứ là gì. Chỉ có Vương Tông Nhân kinh ngạc nói, anh Bách Xuyên, đó không phải là quà mừng thọ của anh hay sao? Bên trong là đan dược gì vậy, lại làm đạo trưởng Phương kích động như vậy? Ha ha, đan dược bình thường thôi, Dương Bách Xuyên nói với Vương Tông Nhân, có chút chua xót. Hôm nay anh sợ bị người phát hiện ra đan bồi nguyên nên lúc đóng gói coi như một món quà bình thường tặng ra ngoài, không nghĩ đến vẫn bị đạo trưởng Phương phát hiện. Thôi, cùng lắm thì sau này nhiều một chút rắc rối, bây giờ anh cũng không phải người sợ phiền phức.
trong lòng hiểu rõ một khi đan bồi nguyên xuất hiện trước mặt võ cổ giả, chắc chắn sẽ mang đến ích lợi lớn và tệ hại lớn. Nhưng việc đã đến nước này, anh cũng chỉ có thể bình tĩnh xem biến. Lúc này Triệu Trường Sinh mở miệng hỏi, đạo trưởng Phương, đây là... Trường Sinh, hôm nay huynh có được bảo vật rồi, mặc dù bần đạo không biết đan dược trong bình sứ này là gì, nhưng cách bình sứ cũng cảm nhận được năng lượng và lực sinh cơ mạnh mẽ của nó. Đây tuyệt đối là món quà lớn nhất trong hôm nay, Vương Huyền Cơ nói. Huyền Cơ huynh nói không sai, nếu bần đạo đoán không nhầm, đan dược trong bình chính là đan dược chân chính, có thể sánh ngang với đan dược được truyền lưu ra của các tông môn lánh đời 30 năm trước. Đạo trưởng Phương nói tiếp, vừa nói chuyện vừa cẩn thận mở nắp bình ra. Ngay sau đó, một mùi hương thấm tâm nhập phổi lan tràn khắp toàn trường. Lúc này tất cả mọi người ở đây đều ngửi được mùi hương này. Mùi thật thơm. Năng lượng dao động thật mạnh. Chỉ sợ đúng như lời của tiền bối Vương, đây là quà mừng thọ đè ép tất cả. Nhưng nó có thể mạnh hơn tinh thạch bẩm sinh hay không? Cậu không hiểu rồi, mặc dù tinh thạch bẩm sinh chân quý, nhưng thực sự thì đan dược tốt hơn tinh thạch rất nhiều. Năng lượng trong tinh thạch bẩm sinh tương đối cố định, chỉ có thể tăng lên nội lực. Nhưng đan dược tốt nhất trong lời đồn, ăn một viên có thể làm nội lực của võ cổ giả nhảy vọt qua 3 giai đoạn. À, không biết đan dược trong tay đạo trưởng Phương là đan dược cỡ nào. Lần này nhà họ Triệu kiếm lời. Chờ xem sẽ biết ngay thôi. Trong sân nghị luận nói bình sứ nhỏ chính là quà mừng thọ quan trọng nhất hôm nay, làm cho sắc mặt của đám người nhà họ Diệp vô cùng khó coi. Lúc trước còn đắc ý tinh thạch bẩm sinh nhà họ Diệp bọn họ là quà mừng thọ chân quý nhất hôm nay, không nghĩ đến lại đột ngột nhảy ra một viên đan dược, mặt bị đánh có chút đau. Không nói đến mọi người nhỏ giọng bàn tán trong sân, lúc này đạo trưởng Phương kích động chổng ngược bình sứ, ngay lập tức một viên đan dược tròn xoe, nhỏ như ngón út, rực rỡ ánh vàng xuất hiện ở trong lòng bàn tay của ông ta. Vương Huyền Cơ đứng bên cạnh hét lớn, đan tiểu bồi nguyên. Cái gì, đan tiểu bồi nguyên? Triệu Trường Sinh đột ngột đứng lên suýt chút nữa té ngã trên đất, ở trong giới võ cổ không ai không nghe qua đại danh của đan tiểu bồi nguyên. Nếu không phải có Triệu Viễn Hiền đỡ, Triệu Trường Sinh sẽ té ngã. Không tồi, không tồi, thật sự là đan tiểu bồi nguyên. Mặc dù bần đạo chưa tận mắt nhìn qua đan tiểu bồi nguyên chân chính, nhưng trong điển tịch Bạch Vân Quan từng ghi lại, đan dược trấn phái của phái võ đang cổ xưa chính là đan tiểu bồi nguyên. Chính là đan dược này, cho dù là nhan sắc hay mùi hương đều giống y như những gì điển tịch ghi lại. Năng lượng sinh cơ mạnh mẽ như vậy, chỉ sợ chỉ có đan tiểu bồi nguyên mới có được. Không thể tin được sinh thời bần đạo có thể thấy được đan tiểu bồi nguyên chân chính, chết cũng không tiếc, ha ha ha. Đạo trưởng Phương cười điên khùng. Bần đạo may mắn được gặp đan tiểu bồi nguyên một lần, lúc đó võ đăng còn chưa về núi, là trưởng giáo của võ đăng đưa tặng cho thủ trưởng số 1. Nhưng nói đi nói lại cũng kỳ quái, nó không tốt bằng viên đan dược này, phẩm cấp của viên tiểu bồi nguyên hôm nay tương đương với thượng phẩm. Vương Huyền Cơ mở miệng nói. Trước sau có đạo trưởng Phương và Vương Huyền Cơ xác nhận tính chân thực của đan tiểu bồi nguyên. Điều này làm cho mấy chục võ cổ giả ở đây nổ tung. Trong giới võ cổ giả, có ai không biết đại danh của đan tiểu bồi nguyên? Chỉ tiếc bảo đan trấn phái trong lời đồn của tông môn võ đang cổ xưa chỉ xuất hiện ở tông môn cổ xưa vào núi lánh đời như võ đang 30 năm trước, giới võ cổ hiện nay đã không còn đan tiểu bồi nguyên chân chính. Cho dù là đan dược khác cũng đã bị ngắt quãng ở 30 năm trước. Hôm nay có một viên đan tiểu bồi nguyên xuất hiện. Đối với giới võ cổ, đây là chuyện lớn có tính chất nổ mạnh. Điều này thuyết minh hôm nay xuất hiện người của phái võ đang cổ xưa, hoặc những tông môn cổ xưa đang quy ẩn muốn rời núi. Nếu những tông môn cổ xưa đó xuất hiện, điều này có ý nghĩa gì với giới võ cổ, ai cũng rất rõ ràng. Mọi người càng thêm hâm mộ Triệu Trường Sinh, nhà họ Triệu thu được món quà lớn này, rất có thể có liên hệ với võ đang. Triệu Trường Sinh lấy lại phản ứng từ trong khiếp sợ. Mặt của ông đỏ như tiêm máu gà, vội vàng hô lớn, Triệu Toàn. Lão gia, có tôi. Một người đàn ông trung niên vội vàng đi lên. Nói nhanh, bình sứ này, à không, là ai đưa đan dược này? Triệu Trường Sinh kích động đến mức phá âm. À, lão gia, quá nhiều người, tôi không nhớ kỹ. Triệu Quyền xấu hổ. Ngu xuẩn, Triệu Trường Sinh giận dữ, món quà quan trọng như vậy,
vậy mà không có người nhớ kỹ, tức giận mắng to. Triệu Trường Sinh nói với đám người, không biết là vị cao nhân võ đang nào giá đáo, đưa lên món quà to như vậy. Triệu Trường Sinh thất lễ, mời ngài ra đây cho tôi gặp mặt. Hôm nay có quá nhiều người đến, có rất nhiều gương mặt mới lạ, ông cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp này để tìm người. Dương Bách Xuyên chua xót, trong lòng thở dài, cuối cùng vẫn bại lộ. Vừa định nhấc chân đi ra ngoài, không nghĩ đến Triệu Quyền mở miệng nói, lão gia tôi nhớ ra rồi, trên mỗi một món quà đều ghi chú tên khách khứa. Sau khi Triệu Quyền nói xong, phản ứng đầu tiên là nhìn về phía bình đan dược trên tay đạo trưởng Phương. Quả nhiên có tên, nhẹ giọng nhắc đi nhắc lại, Dương Bách Xuyên. Vị đại sư này tên là Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên, Diệp Tái Thiên không nhịn được phát ra tiếng, phản ứng đầu tiên là không tin. Vương Huyền Cơ cũng sửng sốt, nhìn về phía Dương Bách Xuyên đánh trốn sau đám người, sau đó cười ha ha. Tôi, nên sớm nghĩ đến là Dương Bách Xuyên, à không đúng, Dương Tiên Sinh, ha ha ha. Triệu Viễn Thành vui vẻ, ánh mắt tìm kiếm Dương Bách Xuyên trong đám người, sau đó nhìn thấy anh, lớn tiếng nói, Dương Tiên Sinh, tại sao ngài lại tránh sau lưng mọi người vậy? Nói xong nói với Triệu Trường Sinh, ba, con đã nói Dương Tiên Sinh không phải người phàm, ba còn không tin. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người tập trung trên người Dương Bách Xuyên. Trong đó có một ánh mắt tràn ngập lửa nóng. Lúc này Triệu Nam đỡ bà cố nội đi ra nghe không sót một chữ vào trong tai, nhìn về phía Dương Bách Xuyên, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Dương Bách Xuyên cảm nhận được ánh mắt của Triệu Nam, hơi mỉm cười, bước lên phía trước. Nếu không thể điệu thấp vậy thì cao điệu. Vân Môn đang thành lập, mượn tin tức hôm nay giải rác ra ngoài, cũng làm cho đám người đang ngầm dùng thủ đoạn nhìn xem thực lực của Vân Môn. Dương Bách Xuyên ra mắt các vị đồng đạo, Dương Bách Xuyên ôm quyền, nói với Vương Huyền Cơ và mọi người ở đây. Bách Xuyên tiểu hữu, cậu giấu lão phu kỹ thật, đan tiểu bồi nguyên đã xuất hiện, cậu thực sự làm bần đạo cảm thấy ngoài ý muốn. Vương Huyền Cơ mỉm cười nói. Khụ khụ, cháu không cố ý giấu giếm ngài. Khi nói chuyện với Vương Huyền Cơ, Dương Bách Xuyên tương đối tùy ý. Một già một trẻ nói chuyện phiếm, ở trong mắt những người ở đây lại khác. Vương Huyền Cơ là nhân vật nào? Dương Bách Xuyên lại có thể nói chuyện bình đẳng với ông ấy, tất cả mọi người đều nhìn ra được điểm này. Không ai nghĩ đến Dương Bách Xuyên không chỉ lấy ra món quà dày nặng, còn quen biết cả lão thần tiên như Vương Huyền Cơ. Huyền Cơ huynh và Dương Đại Sư quen biết nhau. Đạo trưởng Phương kích động hỏi, ông ta và Vương Huyền Cơ quen biết, bây giờ thấy mối Vương Huyền Cơ và Dương Bách Xuyên quen biết, đối với ông ta đây là chuyện rất tốt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 17.